chương 176, cách này quả thực quá mưu mô. Cho nên, 10 vị đầu bếp đặc biệt cũng không phải thua ở kỹ năng nấu nước mà là thua về nội dung, bọn họ căn bản không hiểu được quy tắc của ngành nghề này. Nhìn đi nhìn đi, người trong phòng livestream bắt đầu thoát ra rồi. Càng chết người hơn là, phía sau không ngừng có người bình luận, thông tin mới nhất, 8 giờ đạo thần sẽ bắt đầu livestream trên gấu mèo, mọi người nhanh đi xem đi. Thật hay giả đấy. Tôi đang nói sao không thấy đạo thần đây, thì ra là đổi nơi làm việc khác rồi. Sắp đến 8 giờ rồi, tôi muốn đi xem xem sao. Khủ khủ, tôi cũng chuồn đây, tôi nhớ cô gái làm trợ giúp bưng chén đĩa cho đạo thần. Cô gái đó, vóc dáng so với việc nấu ăn của đạo thần còn mê người hơn. Đi đi đi, mọi người đến gấu mèo đi. Suốt thôi. Từ Dương Thúc nhìn loạt bình luận ra đầu tê dại. Điều ông ta sợ nhất chính là khán giả bị đạo thần mang đi hết kết quả sợ cái gì thì cái đó đến, tiết mục này của mình thất bại thì cũng thôi đi, nếu như còn bị khán giả soi, nữa vậy thì lỗ lớn rồi. Từ dương thúc nhìn cấp dưới hét lớn, tất cả những từ đồng âm bính âm với, gấu mèo, và thần đao, xếp vào những từ ngữ nhạy cảm cho tôi, không cho phép nói ra. Nhanh lên, cơn bão bất ngờ ập đến, không ai có thể chống lại được. Cho dù từ dương thúc sử dụng biện pháp gì đi nữa thì đều không thể nào ngăn cản được lượng người xem liên tục giảm sút, phần lớn trong số họ đều đi xem đạo thần đang được phát sóng trực tiếp trên chương trình gấu mèo. Đáng sợ hơn là, Trình Đan Đình quả thực rất hiểu tâm lý đàn ông. Cô ấy không chỉ để cho đạo thần lên sóng trực tiếp lúc 8 giờ tối mà còn sắp xếp cho một dẫn chương trình nữ xuất hiện để giới thiệu trước 8 giờ, ngay cả những người dẫn dắt khách mời chơi trò chơi cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì vậy, những khán giả xem chương trình vì yêu thích đạo thần cũng sẽ lập tức bị đổ gục trước những cô gái vô cùng xinh đẹp làm chủ chương trình dùng đạo thần để trở nên nổi tiếng, nhưng sự nổi tiếng này không phải là tạm thời mà mà kéo dài rất nhiều thời gian. Cách này quả thực quá mưu mô. Suốt một tuần sau đó, nhờ danh tiếng của đạo thần, chương trình gấu mèo nhanh chóng đạt được lượng tương tác kỷ lục, thu hút được rất nhiều lượt xem. Hơn nữa, cách làm việc chuyên nghiệp của trình đan đình không chỉ hấp dẫn được nhiều người nhờ đạo thần mà còn tạo ra một mô hình chương trình giải trí có nhân vật nữ làm chủ. Danh tiếng cũng từ đó mà ngày càng rộng rãi. Gấu mèo từ một chương trình phát sóng trực tiếp sắp bị lãng quên, vậy mà trong nháy mắt đã nhảy vọt lên, trở thành chương trình hàng đầu. Một lượng truy cập khổng lồ cứ thế đổ dồn vào gấu mèo. Ngược lại, đấu xa đột nhiên tụt dốc không phanh, danh tiếng không còn, các hành động xử lý khủng hoảng truyền thông cũng không kịp thời, lượng người xem ngày càng giảm, từ nền tảng phát sóng trực tiếp có lượng truy cập lớn nhất, bất ngờ rơi xuống hạng thứ 9 trong giới và vẫn có khả năng sẽ tụt xuống hạng 10 nhìn lại mười đầu bếp hàng đầu mà ông ta đã chi tiền mạnh tay để mời về từ dương thúc khóc không ra nước mắt trong lúc tức giận ông ta đã lái xe đến tổng công ty giải trí bá khổng đứng dưới sảnh công ty làm loạn một trận bách tin hoành cái thằng khốn nạn này cậu mau ra đây cho tôi không lâu sau bách tin hoành dẫn theo người đi ra một tay bách tin hoành kẹp một điếu thuốc tay còn lại đút trong túi quần cười khinh khỉnh nhìn từ dương thúc này đây không phải là ông chủ từ sao sao hôm nay lại có nhã hứng chạy đến chỗ tôi vậy đừng có tỏ ra thân thiết với tôi bách tin hoành cậu là thằng khốn cậu có biết đã hại tôi khổ sở thế nào không hả bách tin hoành ngậm điếu thuốc tôi hãm hại ông sao tôi lại hãm hại ông được từ dương thúc chỉ vào anh ta mắng ầm lên rõ ràng đạo thần sẽ xuất hiện chương trình trực tiếp đấu xa ông ta đang là người nổi tiếng hơn nữa mối quan hệ của chúng tôi và công ty giải trí ức mạch vẫn đang rất tốt nhưng chính cậu đã nói linh tinh với tôi khiến tôi ngừng phát sóng trực tiếp đạo thần, còn khiến tôi tốn không ít tiền để mời những đầu bếp lớn về. Vậy mà đạo thần lại đến gấu mèo, danh tiếng của đấu xa đã bị mất hết rồi. Gấu mèo trở thành chương trình phát sóng hàng đầu, trong khi đó đấu xa không biết đã rơi xuống cái hố nào rồi. Bây giờ mọi người đều cười cợt đấu xa, còn nói cái gì mà, học đầu bếp, hãy đến đấu xa, nữa chứ. chương 177, điều này có thể trách tôi sao? rõ ràng tôi có thể yên ổn nằm một chỗ, đợi tiền về tay. Bây giờ thì hay rồi, người không có, mà tiền cũng mất luôn, không còn gì cả, tôi cũng xong đời. Bách tin hoành, cậu còn dám nói cậu không hại tôi. Từ dương thúc vừa căng thẳng vừa tức giận, ngày xưa ông ta vốn là người cao ngạo, thái độ lúc nào cũng kênh kiệu như thể không ai sánh bằng. Giờ phút này, nhìn ông ta lại chỉ khiến người ta nghĩ đến hình ảnh một mụ đàn bà tranh chua bách tin hoành cười khẩy thở ra một làn khói trắng tôi nói này ông chủ từ đấy là lỗi của ông lúc trước đúng thật là tôi có thuyết phục ông nhưng tất cả quyết định đều nằm trong tay ông quan điểm của tôi có sai không không sai đều là do năng lực của ông kém cỏi không biết suy xét vấn đề mới khiến cho đấu xa trở thành một vũng bùn nhão điều này có thể trách tôi sao hơn nữa ai là người hại ông thành thế này là tôi à không phải là công ty giải trí ức mạch công ty nắm giữ cổ phần cao nhất của gấu mèo là ước mạch công ty ký hợp đồng với đạo thần cũng chính là ước mạch ông tự nghĩ kỹ lại đi chính công ty ước mạch muốn giành lấy sự nổi tiếng là họ hại ông sao ông không đi tìm họ mà lại chạy tới đây tìm tôi ông chủ từ chỉ số thông minh của ông đúng là đang cần cải thiện lại đấy từ dương thúc tức giận đến bùng nổ tất cả sự nghiệp mà bản thân gầy công xây dựng nên chỉ bởi vì tin lời của bách tin hoàng mà đổ sông đổ bể vậy mà người này không những không thấy có lỗi mà trốn tránh trách nhiệm, điều này khiến Từ Dương thúc phát điên. cả cuộc đời này ông ta đã gặp không ít người mặt dày nhưng chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ đến mức độ này. Bách tin Hoành, mày là đồ con rùa rụt cổ, hôm nay tao phải sống chết với mày. Ông, ông muốn làm gì? thấy Từ Dương thúc lao thẳng về phía mình, Bách tin Hoành lập tức lùi về phía sau, những vệ sĩ bên cạnh cũng chắn trước người anh ta và chặn được Từ Dương thúc lại. Bách tin hoàng, mày lại đây, tao phải giết mày. Bách tin hoành ném điếu thuốc xuống đất, khẽ lắc đầu, nói, người này điện rồi, mau đuổi ra ngoài cho tôi. Vâng, vài người vệ sĩ lôi từ dương thuốc ra ngoài, dọc đường đi từ dương thuốc vẫn không ngừng chửi đồng, từ khó nghe thế nào cũng dám nói ra. Cuối cùng, ông ta bị vệ sĩ coi như rác rưởi mà ném vào thùng rác ven đường. Bách tin hoành ngoáy lỗ tai, chật chật, loại người gì thế này? Trả ra làm sao? anh ta xoay người đi vào trong. Vừa đi vừa tính toán đến những chuyện gần đây liên quan đến công ty giải trí ước mạch. Giang sách, được lắm, khiến đao thần trở nên nổi tiếng, còn nắm chắc trong tay cổ phần của gấu mèo, từ thế bị động chuyển sang chủ động, trở thành chương trình trực tiếp hàng đầu. Hay lắm, đúng là anh rồi. Trước đây là tôi coi thường anh, anh cứ chờ xem, tôi sẽ có cách để khiến anh phải chết không nhắm mắt. Lúc này, tại công ty giải trí ước mạch, phòng chủ tịch, Giang sách ngồi trên sofa, cầm chén trà khẽ thổi, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trình Đan Đình dựa vào bàn làm việc, trong tay cầm một tờ số liệu, vừa đọc vừa cười vui vẻ. Lượng truy cập vào chương trình trực tiếp gấu mèo ngày càng nhiều, bây giờ đã đứng nhất trong bảng xếp hạng các nền tảng phát sóng trực tiếp rồi. Lượng truy cập của nó còn gấp 3 lần vị trí thứ hai và gấp đến 10 lần vị trí số 3. Chật chật, giang sách, tôi phục anh luôn đấy cứ tưởng rằng chúng ta đã bị đấu xa làm mất mặt, không còn cơ hội ngóc đầu dậy, không ngờ anh lại có thể tạo ra một kỳ tích, lật đổ thế cờ với đấu xa, đưa gấu mèo lên vị trí số 1. Giang sách uống vài ngụm trà, mỉm cười. Đây chỉ là phần dâu ria thôi, quan trọng nhất với tôi vẫn là bảo vệ danh tiếng của công ty giải trí ức mạch. Danh tiếng là vô giá. Qua lần này, tôi tin rằng bất kể kẻ nào cũng sẽ không dám làm trò đối đầu với ức mạch nữa càng đừng mơ đến việc ký hợp đồng một cách vô tội vạ với chúng ta." Trình Đan Đình gật đầu, "Điều này vô cùng quan trọng." Chương 178, thịnh tình khó từ chối. Sự việc xảy ra với đấu xa có thể khiến người bên ngoài biết rõ được công ty giải trí Ức Mạch có thế lực lớn đến mức nào, hoàn toàn không phải là trò đùa. Hơn nữa, Giang Sách đặt chén trà xuống bàn, nói, "Muốn có chỗ đứng ổn định trong ngành, nắm lấy vị trí số 1 là không đủ." vị trí số 2, số 3 cũng phải giành lấy. Ý của anh là, cứ thực hiện giống như việc chúng ta đã từng làm trước đây, cô dẫn theo người đến sư nha và công ty phát sóng trực tiếp hạng 3 để trao đổi về việc. Mua cổ phần đi, mặc kệ đối phương có ra giá bao nhiêu, nhiều hay ít, đều. Phải nắm được cổ phần áp đảo so với những bên khác. Dừng lại một lát, giang sách bỗng cười lạnh, sau đó, hạng 1, hạng 2, hạng 3 đều sẽ bị thâu tóm trong tay ức mạch, Bất kỳ công ty phát sóng trực tiếp nào giữ vị trí dẫn đầu thì đều có lợi cho chúng ta. Nghe xong lời này, ánh mắt Trình Đan Đình nhìn Giang Sách có phần sợ hãi. Người đàn ông này vừa thông minh, vừa tàn nhẫn, chắc chắn không phải người thường. Trong thời gian nửa tháng sau đó, ngành livestream của thành phố Giang Nam đã xảy ra sự thay đổi cực lớn. Nền tảng livestream Gấu Mèo bị giải trí ức mạch khống chế, vững vàng chiếm lấy vị trí số 1. Ngoài ra, Sư nhà xếp số 2, Chiến kỵ xếp số 3, lần lượt lấy giá trên trên trời, khoảng 200 vạn và 110 vạn để bán cổ phần cho Giải trí Ức Mạch, từ đó, ba nền tảng livestream hàng đầu đều bị Giải trí Ức Mạch nắm giữ. Đáng sợ nhất là, Giải trí Ức Mạch chỉ nắm giữ cổ phần chứ không hề mua lại. Không thêm người vào ban quản lý, còn lấy nguyên đám người đó để quản lý công ty, chỉ đưa tiền không nhúng tay trông coi, yêu cầu duy nhất chính là làm lớn ba công ty livestream lớn anh đuổi tối chạy, dùng hết sức mình để giành lấy vị trí thứ nhất. Nhưng không cần biết ai đứng thứ nhất thì giải trí ức mạch đều kiếm được. Lời, còn lại mười mấy công ty livestream khác cộng lại cũng không đủ 5% định mức toàn thị trường, có thể nói, trên nền tảng livestream, giải trí ức mạch đã độc chiếm thiên hạ, không có địch thủ. Hôm nay, Giang sách họp xong tại giải trí ức mắc, đang chuẩn bị rời đi thì Trình Đan Đình gọi anh lại từ phía sau. Giang sách. Hả? Muốn về nhà hà? Đúng thế, có chuyện gì? Khóe miệng Trình Đan Đình hơi nhếch lên nói, thân là người nắm quyền phía sau hai doanh nghiệp lớn như văn phòng khoa học công nghệ tầm mộng và giải trí ức mạch, thế mà ngày nào cũng đi taxi tới công ty. Đúng là quá có lỗi với thân phận của anh rồi. Giang sách cười, tôi quen rồi, bắt taxi, đi bộ cũng chẳng có gì không tốt. Hừ, đi theo tôi. Trình Đan Đình dẫn Giang sách ra ngoài công ty, chỉ vào chiếc xe đen tuyển cách đó không xa, từ nay về sau nó là của anh. Giang sách nước nhìn một cái, ngây ngẩn cả người. Chiếc xe này cũng không rẻ, Rolls Royce bản Limited, giá hơn trăm triệu. Quá quý giá rồi. Trình Đan Đình nhún vai, công ty gần đây phát triển nhanh chóng, chút tiền này không tính là gì, nhận lấy đi. Nếu như sau này công ty khác tìm anh bạn bạc anh cũng không thể đi cái xe điện nhỏ kia chứ. Thịnh tình khó từ chối. Giang Sách đi tới chiếc xe trước mặt, quan sát tỉ mỉ một hồi. Quá đỉnh, xe sang. Anh mở cửa xe ngồi vào trong, Trình Đan Đình đưa chìa khóa cho anh, "Này, cầm lấy chìa khóa, từ nay về sau đây chính là xe của anh rồi, phải quý trọng một chút đấy, không rẻ đâu." "Được." Giang Sách lái xe rời khỏi công ty, Trình Đan Đình đứng phía sau nhìn theo, chép miệng nói, "Đúng là, đến một câu cảm ơn cũng không nói." Cả một đoạn đường, nhanh như chớp, chương 179, còn ra thể thống gì nữa? Tâm trạng giang sách vô cùng tốt, không nói đến tình hình công ty phát triển mạnh mẽ, còn lấy được chiếc xe tốt như này. Mặc dù giang sách không quá nhiều ham muốn hưởng thụ vật chất nhưng cũng không kiềm chế được sự vui sướng trong lòng. Giang giang giang, giang giang, giang. giang sách cầm điện thoại lên nhìn, là vợ anh Đinh Mộng Nhiên gọi tới, thời gian gần đây hai vợ chồng anh bận bịu nhiều việc, một người bận chuyện công ty, một người bận chuyện dòng họ, đã rất lâu không tâm sự cùng nhau rồi. Alo, mộng nhiên, sao vậy? Giang sách, bây giờ anh có rảnh không? Có thể tới công ty mẹ đón em về không? Lốp xe của em không biết tại sao lại thủng rồi. Được, đến ngay đây. 20 phút sau, xe dừng ở gần công ty mẹ. Giang sách đi bộ về phía công ty, từ xa đã nhìn thấy Đinh Mộng Nhiên đang ỗ đứng chờ ở cửa, đồng thời ở bên cạnh cô còn có một người đàn ông, thỉnh thoảng lại ghé sát đầu sát vào người đinh mộng nhiên. Biểu tình chán ghét của đinh mộng nhiên lộ ra rõ ràng dịch về phía bên cạnh. Nhưng người đàn ông kia lại không hề biết xấu hổ theo sát, tiếp tục duy trì khoảng cách vô cùng gần với đinh mộng nhiên, đôi mắt gian tà hận không thể dính lên người cô. Giang Sách nhíu mày, trong mắt xẹt qua tia giận dữ. Giang Sách, anh đến rồi. Thấy Giang Sách tới, đinh mộng nhiên giống như tìm được cứu tinh, nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay Giang Sách. Người đàn ông kia nhìn Giang Sách rồi cười lạnh một tiếng, dáng vẻ khinh thường. "Đây chính là Giang Sách cái tên ở rể nhà em à?" Người đàn ông kia hỏi. Vẻ mặt Đinh Mộng Nhiên không thoải mái, lạnh lùng trả lời, "Đây chính chồng tôi Giang Sách, anh ấy cố ý tới đón tôi, tổng giám đốc Tôn, anh có thể đi rồi." Giang Sách dường như tùy ý hỏi một câu, "Anh ta là ai?" Đinh Mộng Nhiên giới thiệu, "Tôn Tuấn Phong, chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp Vũ Quan." có hạng mục hợp tác trên phương diện thương mại với nhà họ Đinh chúng ta. Từ trước tới nay, Tôn Tuấn Phong vẫn luôn thèm muốn Đinh Mộng Nhiên, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội xuống tay. Vừa nhìn thấy lốc xe của Đinh Mộng Nhiên bị hỏng liền nhất quyết xin sỏ muốn đưa Đinh Mộng Nhiên về nhà. Vì thế Đinh Mộng Nhiên mới lo lắng bảo Giang Sách đến đón. Tôn Tuấn Phong đánh giá Giang Sách từ trên xuống dưới, nhìn thấy anh mặc đồ vỉa hè rẻ tiền, khinh thường nở nụ cười. Tôi nói này cô Đinh, tôi thật sự nghĩ không ra một người phụ nữ xinh đẹp thông minh như em tại sao lại phải gả cho loại phế vật như này muốn tiền không có tiền muốn địa vị không có địa vị nghe nói còn luôn ở nhà của em quả thực là nỗi nhục của đàn ông mà đinh mộng nhiên tức giận nói tôi gả cho người nào dường như không liên quan gì đến anh hết đúng là không liên quan tôi chẳng phải là đang quan tâm em sao tôn tuấn phong cười nói vậy thì nhân cơ hội lần này để nói đi lốp xe của em hỏng rồi cần người đưa đón em nhìn tên chồng vô dụng này của em thế mà lại đi bộ tới đây gọi là đưa đón à thế này chẳng phải là bảo em cùng anh ta bắt taxi về nhà sao thân phận ngài tôn quý như thế lại còn tranh cao thấp với một tên vô dụng như vậy không khó coi à truyền ra ngoài sợ rằng không tốt cho danh tiếng của ngài đâu đinh mộng nhiên tức đến run người vốn tưởng rằng danh sách đến rồi thì đối phương sẽ bớt tác quái một chút ai biết được là sau khi Tôn Tuấn Phong thấy Giang Sách đến lại trở nên càng ngông cuồng hơn. Tôn Tuấn Phong nói tiếp, nếu không thì như này đi, cô Đinh, em ngồi xe của tôi, tôi đưa em về nhà, tên chồng vô dụng này của em cứ để anh ta tự bắt taxi về là được. Chuyện này là sao? Ở ngay trước mặt chồng người ta, muốn đưa vợ người ta về, xong còn muốn người ta biến đi. Đây là muốn ở một mình với vợ của người ta, thiết lập không gian riêng của hai người sao? chương 180, sẽ là ai? Anh chỉ tay vào chiếc xe bên cạnh, đây là xe của tôi, BMW X6 bản cao cấp, 93 vạn. Cô Đinh, em ngồi xe của tôi về nhà không phải rất có mặt mũi sao? Trên đường ai nhìn thấy cũng phải giơ ngón tay cái. Nhìn lại anh ta xem, cái gì cũng không có, em cùng anh ta bắt taxi trở về, chẳng phải sẽ trở thành trò cười à? Đinh mộng nhiên tức giận, cảm ơn ý tốt của anh, tôi không cần, lúc này giang sách vươn tay ôm lấy đinh mộng nhiên ôn nhu nói không cần lo anh lái xe đưa em về xe của anh tốt hơn nhiều so với của anh ta ha à, tôi nghe được gì rồi xe của anh tốt hơn xe của tôi tôn tuấn phong phụt cười lắc đầu nói giang sách tôi phát hiện con người anh đúng là không biết xấu hổ tôn tuấn phong nhìn giang sách nói à tôi hiểu rồi chắc anh không đưa cô đinh đi tàu điện ngầm đâu nhỉ chuyện này ngược lại cũng đúng một chuyến tàu điện ngầm mấy trăm vạn Đúng là đắt hơn BMW X6 của tôi rất nhiều, ha ha. Chỉ là, lúc này là giờ cao điểm tan tầm, Giang Sách, anh lại để cho người vợ như hoa như ngọc của mình chen chúc cùng một chỗ với đám đàn ông hôi hám kia, trong lòng anh thật sự không để ý sao? Dù gì anh cũng là một người đàn ông khỏe mạnh lại không thể có chút tôn nghiêm đàn ông nào à? Giang Sách mặt không đổi sắc, cũng không thèm nhìn Tôn Tuấn Phong, yên lặng móc chìa khóa xe ra. "Mộng Nhiên, chúng ta đi." Vâng. Giang sách sát tay Đinh Mộng Nhiên. Tôn Tuấn Phong ở phía sau hừ một tiếng, đồ rác rưởi đáng chết, còn dám giả vờ trước mặt tôi. Cũng không tự soi gương nhìn xem, anh thì tính là cái gì. Anh ta lấy chìa khóa xe BMW, vừa mới đi tới mở cửa xe liền nghe thấy sau lưng có tiếng động cơ chói tai. Hả? Tôn Tuấn Phong vừa quay lại nhìn, phát hiện bên đường có một đám phụ nữ đang tụ tập lại, say mê nhìn một chiếc xe. Chiếc xe kia là... Cronroy phiên bản giới hạn. Tôn Tuấn phóng đối với xe rất có hiểu biết, vừa nhìn là có thể phân biệt được loại hình của chiếc xe kia. Có thể lái loại xe này, bốn chữ, không phú thì quý. Loại xe này không phải ai cũng có thể lái, dù có tiền cũng không nhất định có thể lái. Cronroy, đó chính là biểu tượng của thân phận. Huống chi là bản Limited. So với chiếc xe kia của người ta, chiếc BMW X6 của anh ta quả thật là không dám đem ra khoe mẽ giống như là nhặt ra từ đống rác vậy. Lấy thân phận của anh ta, cả đời cũng đừng mơ lái được chiếc xe loại này. Tôn Tuấn Phong nhíu mày tự nhủ, nhà họ Đinh có người lái được xe như thế này sao? Anh ta lắc đầu. Không thể nào, người nhà họ Đinh tuyệt đối không có thực lực này. Cho dù là gia chủ Đinh trong cũng chỉ lái một chiếc Bentley, căn bản không có nổi Rolls Royce bản Limited. Sẽ là ai? Nhìn chiếc Rolls Royce kia dừng lại bên đường đợi lan can ngăn cách nâng lên, Tôn Tuấn Phong vội vàng lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo rồi chạy đến. Kiểu người quyền quý bậc này không phải lúc nào cũng gặp được, phải nắm lấy cơ hội làm quen một chút. Nói không chừng bởi vì đưa một tấm danh thiếp, liền có thể mang tới một cơ hội cực lớn, chuyện như vậy rất bình thường. Tôn Tuấn Phong chạy tới bên cạnh chiếc Rolls-Royce nhanh như một cơn gió, vô cùng cung kính gõ cửa xe. Cửa sổ xe hạ xuống. Tôn Tuấn Phong nhanh chóng cúi đầu, cúi đầu một cái thật sâu chào ngài, tôi là Tôn Tuấn Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Vũ Quan, muốn làm quen với ngài một chút. Nếu như có quấy giày đến ngài thì mong được thứ lỗi. Nói xong, anh ta ngẩng đầu lên đưa danh thiếp. Đây là danh thiếp của tôi, mong ngài nể mặt nhận lấy. Mới nói được nửa câu, Tôn Tuấn Phong đã ngẩn người, toàn thân cứng ngắc đờ ra đó, đôi tay đang cầm danh thiếp bối rối lúng túng, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc bởi vì anh ta nhìn thấy người ngồi trên ghế lái của chiếc xe này vậy mà là Giang Sách. Chương 181, mày cứ đợi đấy, cái tên Giang Sách nghèo rách phải đi ở dưới kia. Cái tên Giang Sách bị anh ta mỉa mai là kẻ nghèo nàn rách dưới kia. Cái tên Giang Sách rác rưởi bám váy vợ kia. Giang Sách, Giang Sách, Tôn Tuấn Phong lắp ba lắp bắp anh, sao anh có thể, có thể ngồi trong xe này? Giang Sách cười cười, đây là xe của tôi, Tôi không ở trong xe thì ở đâu? Lẽ nào tôi không nên ngồi trong xe, tôi nên chui dưới gầm xe sao? Tôi cũng đâu phải A à Đỗ. Tôn Tuấn Phong Á khẩu không biết nên nói gì mới tốt. Vừa rồi anh ta còn luôn miệng mỉa mai giang sách là một kẻ khố rách áo ôm, kết quả đến bây giờ lại bị vả mặt bôm bốp. Chỉ là anh ta nghĩ thế nào cũng không thông, một kẻ ở rể, ăn bám vợ thì có tư cách gì lái chiếc xe tốt như vậy? Thuế? Không thể. Roll Roy bản Limited, anh ta thuê ở đâu được? Lẽ nào là Đinh Mộng Nhiên mua? Càng không thể, Đinh Mộng Nhiên làm gì có thực lực đấy. Dù là Đinh Trọng cũng không có. Hơn nữa loại xe này không phải cứ có tiền là mua được, không có địa vị thân phận nhất định, cửa hàng của người ta căn bản sẽ không bán đấu hiểu không? Giang sách vươn tay cầm lấy danh thiếp của Tôn Tuấn Phong, cười nói Tổng Giám Đốc Tôn, anh có hơi khách sao quá không? Còn cố ý chạy tới đưa cho tôi danh thiếp, yên tâm, tôi sẽ bảo quản thật tốt. Tôn Tuấn Phong thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vốn dĩ anh ta muốn nịnh bỡ nhân vật lớn một chút, đưa tấm danh thiếp để lưu lại ấn tượng, nói không chừng sau này còn có cơ hội hợp tác. Ai biết được trong xe lại là Giang Sách. Giang Sách lạnh nhạt hỏi, đúng rồi, Tổng Giám Đốc Tôn, chiếc xe này của tôi tốt hơn chiếc BMW X6 kia của anh chứ. Tôn Tuấn Phong cười khổ, đây không phải là cố ý móc mỉa người khác sao. Roll Royce bản Limited, giá hơn trăm triệu, đương nhiên tốt hơn so với BMW X6 chỉ có 93 vạn rồi. Bây giờ cuối cùng Tôn Tuấn Phong cũng hiểu tại sao vừa rồi Giang Sách nói mấy lời đó, buồn cười là chính anh ta còn không tin, thậm chí cười nhạo người ta muốn đi tàu điện ngầm. Ha ha, lúc đó ác độc trào phúng bao nhiêu thì hiện tại mà Tôn Tuấn Phong đau bấy nhiêu. Giang Sách qua quơ danh thiếp, cái này tôi nhận, sau này có gì cần sẽ gọi điện thoại, bye bye nói xong giang sách lái xe rời đi để lại tôn tuấn phong đứng một mình trong gió lạnh giang sách con mẹ mày tôn tuấn phong nhỏ giọng mắng một câu thở hổn hển mấy hơi anh ta đi về phía công ty mẹ của nhà họ đinh lẩm bẩm không được cơn tức này mình nuốt không trôi giang sách mày dám làm tao mất hết mặt mũi tao liền bắt vợ mày phải trả lại mày cứ đợi đấy trên đường đi xe phóng nhanh như gió đinh mộng nhiên ghé mặt vào cửa sổ cảm nhận làn gió mát mẻ thổi qua mặt, vô cùng thư thái. Quan trọng nhất là, trong lòng thoải mái. Cô cười hít mắt, đúng là hả giận, giang sách, anh có thấy gương mặt lúc nãy của Tôn Tuấn Phong không, mặt mũi sắp vặn vẹo thành một cục rồi, hai ha. Giang sách mỉm cười lắc đầu, tiện tay ném tấm danh thiếp ra ngoài cửa sổ. Đinh mộng nhiên tiếp tục nói, có điều nói đi cũng phải nói lại, giang sách, chiếc xe này anh lấy ở đâu? Không rẻ nhỉ. Đương nhiên là không rẻ rồi, hơn trăm triệu đấy. Hả, đắt như vậy. Đúng thế, xe này là của công ty bọn anh, vì đón em nên anh cố ý mượn ông chủ đấy. Đinh mộng nhiên gật đầu, hóa ra là như vậy, anh dùng xong thì mau trả lại đi. Đúng là đáng sợ, nhỡ đâu va quẹt vào đâu đó, không biết sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền. Giang sách bình tĩnh nói, không cần căng thẳng, ông chủ của anh sẽ không để ý. Nghe anh nói kìa, ông chủ anh không để ý, vậy anh có thể tùy ý làm bậy sao? nghe em, trả lại. Giang sách bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chiếc xe này mới đến tay không? mươi 182, như vậy quá nguy hiểm. Đinh mộng nhiên sợ hãi hét lên, chậm thôi, chậm thôi, giang sách anh lái chậm một chút. Về đến nhà, đinh mộng nhiên như muốn rớt tim ra ngoài, xe vừa dừng lại liền đẩy cửa chạy ra. Giang sách cười xấu xa đi theo sau cô. Hai người một người đi trước một người đi sau bước vào nhà. Tô Cầm nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng của Đinh Mộng Nghiên, hỏi, Mộng Nghiên, con sao thế? Đinh Mộng Nghiên bĩu môi, giang sách bắt nạt con. Hả, sao lại bắt nạt con? Chính anh bắt nạt con, lái xe nhanh như vậy, dọa con sợ chết khiếp. Tô Cầm liếc giang sách một cái, con cũng thật là, lái nhanh thể làm gì? Ngộ nhỡ xảy ra tai nạn giao thông thì sao? Đinh Khải Sơn từ trong phòng bước ra, tôi nói bà đúng là đàn bà, sao lại ăn nói khó nghe thế? đang yên lành thì xảy ra tai nạn giao thông cái gì hả con cái đùa giỡn một tí thúc đẩy tình cảm bà hiểu cái gì chứ đinh mộng nhiên liếc nhìn đinh khải sơn cũng cạn lời dạo này đinh khải sơn quả thực đứng về phe giang sách cái gì cũng nói theo giang sách cũng quen luôn rồi cả nhà đang định chuẩn bị ăn bữa tối thì nghe thấy một chàng chuông điện thoại reo lên điện thoại bàn trong nhà vang lên đinh khải sơn đi tới nghe điện thoại alo a à, ba ba tìm Mộng Nghiên hả? Đinh Khải Sơn đưa điện thoại cho Đinh Mộng Nghiên. Ông nội, có chuyện gì vậy ạ? À? Ban đầu vẻ mặt Đinh Mộng Nghiên vẫn tươi cười, nhưng sau khi nghe xong chuyện Đinh Trọng nói ở đầu dây bên kia, liền thay đổi, vẻ mặt vô cùng tức giận. Cả cuộc điện thoại nói chưa đến 3 phút đã tắt rồi. Đinh Mộng Nghiên tức đến mức rậm chân mạnh xuống đất, ngồi trên ghế số pha bĩu môi. Tô Cầm và Đinh Khải Sơn nhìn nhau, cũng cảm thấy nghi hoặc. Tô cầm bước đến hỏi Han, mộng nhiên, lại sao thế? Ông bảo con tối nay tăng ca phải không? Nếu như chỉ là tăng ca, con đã chẳng tức giận rồi. Vậy là, cũng muốn con đi công tác ở khu vực Nham Thái một chuyến, ngày mai đã lên đường rồi, nói cái gì mà phải sang bên đấy thu thập tài liệu, bàn bạc với công ty đối phương. Tô cầm mỉm cười, việc này thì có gì đâu, cũng chỉ là chuyện một hai ngày. Đinh Mộng Nghiên thở dài, nếu như thật sự chỉ là chuyện đi bàn bạc các tài liệu liên quan, con cũng không oán thán gì, vấn đề là, ông nội lại bảo con đi cùng Tôn Tuấn Phong. Lại còn chỉ có hai người, cũng chính là nói, hai ngày tới con phải đi công tác riêng với anh ta đến khu vực Nham Thái. Lúc này sắc mặt của cả nhà đều thay đổi. Một nam một nữ, đi công tác hai ngày ở nơi khác, chuyện này chỉ nghe thôi đã không đáng tin rồi. Trước giờ cũng chỉ có hai người đàn ông đi với nhau, nếu như có con gái, thì cũng là 4 đến 5 thậm chí là 7 đến 8 người cùng đi, dứt khoát không thể chỉ có mỗi một nam một nữ đi được. Như vậy quá nguy hiểm. Cả quá trình giống như đang cố tình tạo cơ hội cho hai người ở gần nhau. Định Khải Sơn không vui vẻ, đầu ông cụ có vấn đề à? Bảo Mộng Nhiên đi công tác riêng với một người đàn ông. Ngộ nhớ anh ta nghĩ bậy bạ gì đó. Không được, tuyệt đối không được. Đinh Mộng Nhiên nói, đúng vậy, con khó chịu vì chuyện ấy nhưng ông nội tỏ thái độ kiên quyết chuyện này con không đi cũng phải đi thực ra nếu như là mấy cậu con trai thật thà kia trong công ty thì cũng được thôi quan trọng là mấy ngày gần đây tôn tuấn phong liên tục quấy giày cô dứt kiểu gì cũng không được lúc quay về chẳng phải mới bị giang sách dạy dỗ rồi sao nhìn thế nào cũng là tôn tuấn phong cố tình khoa môi múa mép ở chỗ ông cụ mới có lần đi công tác này đinh khải sơn chửi bới cái lão già hồ đồ này lần trước ông ta mở to mắt nhìn tôi đi vào chỗ chết, cũng không chịu bỏ tiền ra cứu tôi. Bây giờ lại đẩy con gái tôi vào chỗ chết, đúng là đồ không ra gì. Tô cầm vội vàng bịt miệng ông lại, ơ kìa, những lời này không được nói linh tinh đâu, đấy là bố của ông đấy, làm gì có đứa con trai nào chửi bố chứ. Phải tội đấy. chương 183, Đinh Mộng Nhiên, đẹp thật đấy. Phải tội tôi cũng chửi. Đinh Khải Sơn tức giận nói, ông ta không coi tôi là con trai, còn dùng mánh khóe với con gái tôi, trước đây còn dùng đủ mọi cách để sỉ nhục giang sách, tôi còn nhận ông ta làm gì. Nếu không phải chú ý đến thân phận người phụ trách hạng mục của Mộng Nghiên, tôi đã cắt đứt quan hệ với lão già hồ đồ đấy từ lâu rồi. Đinh Khải Sơn càng nói càng tức, văng bậy tứ tung. Tô Cầm cũng không có cách nào đành lắc đầu, ở bên cạnh thở dài. Lúc này, Giang Sách mỉm cười bước đến rồi nói, không phải lo, đi thì đi thôi, con đi cùng với Mộng Nghiên là được rồi. Ba người cùng nhìn về phía Giang Sách. Có được không, Đinh Mộng Nhiên hỏi. Đương nhiên là được rồi. Anh xin nghỉ phép hai ngày là được chứ gì? Để bà xã xinh đẹp dạng người thế này một mình ra ngoài với người đàn ông khác, sao anh có thể yên tâm được chứ? Lúc này trên mặt Đinh Mộng Nhiên mới lộ ra nụ cười. Cô bĩu môi nói thế còn được. Đinh Khải Sơn nói, ừ, đây cũng là cách. Cứ để Giang Sách đi cùng Mộng Nhiên đi. Có Giang Sách chăm sóc, chắc sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng bọn con cũng phải cẩn thận, đến khu vực Nam Thái không giống như đến khu vực Giang Nam. Đến đấy là nước lạ cái, bàn chuyện xong mau chóng quay về, đừng có ở lại đấy. Vâng. Giang Sách liền đồng ý ngay. Sau đó, mọi người ăn xong bữa tối, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Đóng cửa. Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên nhìn nhau, không biết tại sao lại cùng đỏ mặt. Đinh Mộng Nghiên nói, "Giang Sách, tối nay anh có thể ôm em ngủ không?" "Dạo này em luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ có chút sợ hãi ừ hai người ôm nhau ngủ đinh mộng nhiên ở trong vòng tay của giang sách giọng lý nhí hỏi anh sẽ che chở cho em cả đời chứ giang sách gật đầu nhất định rồi khóe môi của đinh mộng nhiên bất giác cong lên cười tươi như hoa duỗi tay ôm chặt giang sách đầu dựa sát vào trái tim của anh nhắm mắt hưởng thụ thời gian hạnh phúc này ngày hôm sau đinh mộng nhiên cùng giang sách đi đến trạm xe lửa ngồi cao tốc đến khu vực Nham Thái. Vừa ra khỏi trạm, đã nhìn thấy Tôn Tuấn Phong đứng đợi bên ngoài. Trụ sở công ty của Tôn Tuấn Phong chính là ở khu vực Nham Thái, có thể nói là nơi đây mới là địa bàn của anh ta, nhà họ Đinh hợp tác với anh ta, cũng là vì nhìn chúng tiềm lực của anh ta ở khu vực Nham Thái, muốn lợi dụng tiềm lực của anh ta mở rộng quan hệ với các công ty khác ở khu vực Nham Thái. Nhìn thấy Đinh Mộng Nghiên đi từ sân Gaza, trên mặt Tôn Tuấn Phong lộ ra vẻ dung tục gian xảo, khi nhìn thấy giang sách, vẻ mặt lại trở nên tức giận. Anh ta vẫn không quên được chuyện buổi chiều hôm đó bị giang sách sỉ nhục, sau này sai người đi nghe ngóng, thì ra con xe Ron Royce kia là đi mượn, suýt chút nữa khiến Tôn Tuấn phong tức hộp máu. Giang sách, một thằng khố rách áo ôm như mày mà dám chơi tao à, hôm nay đến địa bàn của tao, để xem tao có trị được mày. Anh ta lại nhìn chầm chầm đinh mộng nghiên, nhìn thân hình đang lắc lư kia, nhìn đến mức cũng sắp sỏ rãi. Ninh Mộng Nghiên, đẹp thật đấy. Ở khu vực Giang Nam tôi không làm gì được em, đến khu vực Nam Thái, chẳng phải là để tôi tùy ý chơi hay sao? Nghĩ rằng đưa theo thằng chồng ăn hại đến là có thể bảo vệ được em sao? Ha ha, nghĩ quá nhiều rồi, tôi không chỉ muốn chơi em, còn muốn chơi em trước mặt chồng của em. Anh ta càng nghĩ càng vui sướng, lại không khỏi bật cười thành tiếng. Lúc này Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách đã đến nơi, nhìn vẻ mặt dung tục của Tôn Tuấn Phong đã thấy buồn nôn. Chủ tịch Tôn, xe anh chuẩn bị đâu? chương 184, đây là chuyện gì vậy? Tôn Tuấn Phong vội vàng lau nước miếng, cười rồi nói, ở ngay bên ngoài kia, đi theo tôi. Tôn Tuấn Phong đưa giang sách và đinh mộng nghiên vào một chiếc xe hơi màu đen trước. Hai vị, bây giờ vẫn còn sớm, tôi đưa hai người đi ăn cơm trưa trước. Nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều lại đến bàn bạc với đối phương. Được, đúng là đinh mộng nhiên đã thấy đói bụng vì thế không từ chối xe chở ba người đến khách sạn lớn nhất khu vực nham thái cửa khách sạn thẩm nguyên một hàng ba người trước sau bước vào khách sạn ngồi vào vị trí đã đặt sẵn tôn tuấn phong lấy thực đơn để đinh mộng nhiên gọi vài món anh ta mời khách suốt cả đoạn đường anh ta đều thể hiện dáng vẻ chính nhân quân tử không có một chút hành vi quá giới hạn nào khiến cho đinh mộng nhiên có cảm giác không quen anh ta có lẽ là vì hôm qua bị giang sách dạy dỗ một lúc, nên thành thật lại rồi. Đinh Mộng Nhiên nghĩ thầm trong lòng, không nói ra miệng. Sau khi gọi một bàn đồ, ba người cầm đũa lên ăn. Vừa ăn, đã nhìn thấy một người chủ trì mặc tây trang, thắt cà vạt đi lên sân khấu ở chính giữa khách sạn, điều chỉnh microphone một chút, cười tủm tìm nói các quý ông, các quý bà, chúc mọi người một bữa trưa vui vẻ. Đinh Mộng Nhiên tò mò quay đầu lại nhìn, phát hiện bên cạnh người chủ chỉ có một cái bàn, trên bàn có một cái hộp thủy tinh, được phủ bằng một lớp vải đỏ rực. Không biết bên trong là món đồ quý giá nào. Người chủ trì nói, đầu tiên cảm ơn mọi người chăm công nghìn việc đã bớt thời gian đến đây vào giờ này, tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay, đứng ở đây, tôi xin thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn mọi người. Đinh Mộng Nhiên sửng sốt, hội đấu giá. Cô nhìn về phía Tôn Tuấn Phong, đây là chuyện gì vậy? Tôn Tuấn Phong xoa tay, tôi cũng không rõ lắm, chỉ đặt bàn ở chỗ này trước thôi, trùng hợp gặp phải hoạt động người ta tổ chức. Nói là nói như vậy, nhưng không ai chú ý đến khóe môi Tôn Tuấn Phong đã hiện lên nụ cười gian xảo khó phát hiện. Tất cả những chuyện này đều là anh ta sắp đặt trước. Người chủ chỉ tiếp tục nói, tôi tin rằng mọi người cũng đã nóng lòng muốn nhìn hàng đấu giá. Được, tôi cũng không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, vào vấn đề chính thôi anh ta vươn tay kéo tấm vải đỏ phủ trên hộp thủy tinh xuống tức khắc ánh sáng tỏa ra khắp nơi bên trong hộp thủy tinh đặt một sợi dây truyền ngọc phỉ thúy trong suốt lấp lánh nhiều màu sắc qua khúc xả ánh sáng nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh lộng lẫy lóa hết cả mắt trong nháy mắt những người phụ nữ ở đây đều không kìm được niềm vui sướng trong lòng hét lên sợi dây truyền xinh đẹp như vậy thử hỏi có người phụ nữ nào mà không muốn có được cho dù là người phụ nữ không có yêu cầu đặc biệt về châu báu trang sức như đinh mộng nghiên thì sau khi nhìn thấy dây chuyền phỉ thúy hai mắt cũng ngập tràn mong chờ phụ nữ mà trời sinh đều không có sức chống cự với châu báu tất cả những cái này đều bị tôn tuấn phong nhìn thấy hết sáng nay anh ta đã biết ở đây sẽ tiến hành bán đấu giá dây chuyền phỉ thúy vì để lấy lòng đinh mộng nghiên anh ta đã đặt địa điểm ăn cơm ở đây chỉ cần có thể mua sợi dây chuyền tặng cho đinh mộng nghiên anh ta không tin cô còn có thể giữ được rụt rè. Chọc gậy bánh xe. Để đào được góc tường xinh đẹp như vậy, phải tốn rất nhiều công sức. Người chủ trì nói, chủ nhân trước của sợi dây truyền phỉ thúy này là một ông cụ có tuổi, tuần trước người mà ông cụ yêu nhất đã qua đời. Sợi dây truyền này đã chứng kiến tình yêu cả đời của họ, cùng họ đi qua không biết bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông. Bây giờ ông cụ bán đấu giá sợi dây truyền này không chỉ là vì tiền mà càng muốn truyền lại một phần tình yêu chân thành tha thiết này hy vọng người đàn ông mua được sợi dây chuyền này sẽ có thể tặng cho người phụ nữ mà mình yêu nhất, nắm tay nhau cả đời. chương 185, bây giờ chính thức bắt đầu đấu giá. Câu chuyện xúc động lòng người như vậy, càng làm cho Đinh Mộng Nhiên động lòng hơn. Ban đầu cô đã không có sức chống cự với sợi dây chuyền phỉ thúy này, lại thêm câu chuyện xưa cảm động, Đinh Mộng Nhiên hận không thể mua nó ngay lập tức. Nhưng cô biết, như vậy một sợi dây chuyền như vậy chắc chắn có giá xa xỉ. Ở đây có mấy chục, gần 100 khách hàng, dáng vẻ vừa nhìn đều rất có tiền, dù thế nào cũng không đến lượt cô. Tôn Tuấn Phong nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, cố ý hỏi, cô Đinh, tôi thấy hình như là cô rất thích sợi dây chuyền này sao? Đinh Mộng Nhiên vốn định thề thốt phủ nhận, nhưng có thật sự không phủ nhận được. Le, cô không nói gì, điều này đồng nghĩa là cam chịu, bởi vì cô thật sự rất thích. Thích thì càng dễ làm. Tôn Tuấn Phong vui tươi hớn hở nói hoa tươi xứng với người đẹp, người phụ nữ xinh đẹp như cô Đinh đương nhiên mới xứng đối với sợi dây truyền phỉ thúy động lòng người như thế. Nếu cô Đinh thích, vậy để tôi mua tặng cho cô đi. Ha! Đến lúc này Đinh Mộng Nhiên mới nhận ra mình đã mắc lừa. Cô thích là thật, nhưng vốn dĩ là không cần anh ta mua cho. Người chủ trì cũng đã nói, hy vọng sợi dây chuyền này sau khi được mua sẽ tặng cho người phụ nữ anh thích, nắm tay cả đời, truyền lại tình yêu chân thành tha thiết này cô có quan hệ khí gì với tôn tuấn phong mà cần tôn tuấn phong mua cho? cho đến bây giờ, đinh mộng nhiên mới nhận ra chuyện này không đúng. một khi tôn tuấn phong mua sợi dây chuyền, rồi giả vờ tặng cho cô ngay trước mặt nhiều người ở đây, đến lúc đó thì sẽ không dễ giải thích được. không tính đến chuyện hao tổn danh dự của cô, ngộ nhỡ chọc giận gian sách, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng thì phải làm sao đây? nghĩ đến đây, đinh mộng nhiên đã thấy hơi hối hận vì sao vừa nãy không nói thẳng là không thích chuyện là, không cần đâu, tôi. Tôn Tuấn Phong tuyệt nhiên cho cô có cơ hội, dứt khoát nói có gì mà không cần. Cô Đinh, chẳng lẽ cô cho rằng tôi không có tiền? Không mua được nó. Anh ta liếc mắt nhìn giang sách đầy khinh thường, rồi cười khẩy nói, xin cô cứ yên tâm, tôn mỗ tôi tuy không phải là người đại phú đại quý gì, nhưng mà trong túi vẫn có ít tiền. Chỉ một sợi dây truyền phỉ thúy mà thôi, tôi vẫn mua nổi. Không giống như một vài người, ở nhà của vợ, Ăn nhờ nhà vợ giống như là sâu mọt làm người khác thấy buồn nôn. Lời này rõ ràng là đang châm chọc Giang Sách, nhưng xấu hổ là Giang Sách mắt điếc tai ngơ, còn cúi đầu gắp đồ ăn, giống như là lời của đối phương không liên quan chút gì đến anh cả. Tôn Tuấn Phong cười lạnh, đúng là một người để tiện, không biết xấu hổ, khó trách còn có thể ăn cơm mềm đến bây giờ. Cô Đinh, tôi thật sự cảm thấy đau xót cho cô. Đinh Mộng Nhiên đã tức giận đến mức run lên, nếu không phải ở đây đông người cô đã chửi ầm lên. cô liếc mắt nhìn Giang Sách một cái, sau khi nhìn thấy Giang Sách vẫn chẳng quan tâm như trước, ngồi yên dùng bữa. trong lòng Đinh Mộng Nhiên cảm thấy đau khổ, thầm nghĩ Giang Sách đến bao giờ mới có thể sửa lại tính cách này đây. đã bị người ta cưỡi lên đầu, lên cổ dắt mũi kéo đi, tại sao còn không nổi giận? khí phách của đàn ông đã đâu mất rồi? lúc này người chủ trì trên sân khấu lại nói tiếp, giá trị của Phỉ Thúy tất cả mọi người cũng đã biết. Dây chuyền phỉ thúy này có phẩm chất hoàn hảo, tỷ lệ không tệ, phỉ thúy cũng là loại được lựa chọn tốt nhất, hơn nữa được làm bằng tay đầy cẩn thận, cho nên giá chỉ có hơi cao. Có điều với các vị đang ngồi ở đây thì hẳn không phải là chuyện lớn. Giá khởi điểm 8 triệu tệ, một lần tăng giá không được thấp hơn 500.000. Bây giờ chính thức bắt đầu đấu giá. Một sợi dây chuyền bán 8 triệu tệ. Giá cả này đúng là Chương 186, để mua một sợi dây chuyền Sơ tay vào trường hợp này chính là ra hiệu muốn trả giá. Giá cả bây giờ đã là 15 tỷ, trả giá thì ít nhất cũng phải lên 15 tỷ 500 nghìn, giang sách lấy cái gì để trả. Đương nhiên, Tôn Tuấn Phong không quan tâm giang sách có thể đấu giá nổi hay không. Anh ta lo lặng là sẽ bị bộ nhược Trần Hiểu nhầm anh ta là một nhóm với giang sách, đến lúc. Đó coi anh ta trở thành kẻ định thì không xong rồi. Cho nên anh ta mới nhanh chóng bảo giang sách hạ tay xuống nhưng mà đã không còn kịp rồi. Người chủ trì đã thấy được cánh tay giang sách, sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, cười hỏi quý ông này, xin hỏi là anh muốn trả giá sao? Đúng vậy, vậy anh muốn ra giá bao nhiêu? 20 triệu, 20 triệu. Thế mà giang sách lại giống với bộ nhược trần, vừa mở miệng đã tăng thêm 5 triệu, đúng là không có tiền mà cứ giả vờ có tiền. Đinh Mộng Nhiên ngồi bên cạnh lắp bắp kinh hãi, giang sách, anh đừng làm bậy, làm sao anh có nhiều tiền như vậy? Đến lúc đó không lấy ra thì phải làm sao đây? Tôn Tuấn Phong cười lạnh nói, không lấy ra, vậy thì bị đập cho một trận, chứ còn có thể làm sao nữa. Người chủ trì mỉm cười nói, quý ông này ra giá 20 triệu, còn có ai ra giá nữa không? Ao ao, toàn bộ ánh mắt đều quay về phía bộ Nhược Trần. Ngoại trừ bộ Nhược Trần, không có người nào có thể theo được mức giá này. Có điều nói thật, tuy rằng bộ Nhược Trần có tiền, nhưng có tiền cũng không thể tiêu như vậy, 20 triệu 20 triệu vàng thật bạc trắng, há có thể nói tiêu là tiêu. Lần này anh ta ra ngoài đi chơi, tổng cộng trên người chỉ mang theo 25 triệu. Bộ Nhược Trần cắn răng, giơ tay nói, 21 triệu. Anh ta lại tăng thêm 1 triệu. Không chờ người chủ trì mở miệng dò hỏi có ai muốn trả giá nữa không, Giang Sách ngồi bên kia lập tức vươn tay ra, 50 triệu. Tên điên. Tôn Tuấn Phong tựa lên lưng ghế, cạn lời nhìn Giang Sách người khác thêm 100 triệu, Giang Sách lại tăng thêm gần 30 triệu, đây là trả giá sao? Giả thật chính là làm bậy, không phải tên điên thì là gì. Ánh mắt mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm Giang Sách, trong lòng đều cho rằng Giang Sách điện rồi. Khuôn mặt Đinh Mộng Nghiên càng chua xót hơn, cô không rõ Giang Sách đang làm gì. Lần trả giá đầu tiên đã rất hoang đường, cũng may bộ nhược Trần theo, lúc này chỉ cần anh không theo nữa thì chuyện này cũng sẽ kết thúc nào biết rằng giang sách không những theo, mà còn thắng thường nâng giá lên 50. Triệu. Ha ha, anh lấy đâu ra được 5 triệu đây? Lần đầu tiên Đinh Mộng Nghiên nổi giận với giang sách, chất vấn, giang sách, anh có biết mình đang làm gì hay không? Giang sách thở ơ nói, anh tự mua sợi dây chuyền cho em đó. Mua dây chuyền, anh đây là làm bảy, 50 triệu, một sợi dây chuyền 50 triệu. Giang sách mỉm cười không nói. Lúc này, Bộ nhược trần đứng dậy, anh ta lớn như vậy, trước nay chỉ có anh ta khoe khoang trước mặt người khác, chứ chưa bao giờ thấy người khác khoe khoang ở trước mặt anh ta. 50 triệu, đến trăm triệu anh ta cũng không theo nổi. Nhưng anh ta không muốn bỏ qua như vậy. Anh ta không nuốt trôi được cuộc tức này. Bộ nhược trần nhìn về phía giang sách nói, này, tên nhãi kia, anh có biết tôi là ai không? Dám ra giá với tôi, có phải anh? Không chờ anh ta nói xong, giang sách lắc đầu, duỗi tay nói, 100 triệu. Mọi người đều sững sờ. Một hơi tăng lên 5.000 vạn. Chơi lớn như vậy sao? Sau khi bộ nhược trần lên tiếng, mà đối phương còn ngung cuồng như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã mà. Bộ nhược trần quát mày, mẹ kiếp, đang cố tình đối nghịch với ông đây sao? Mày có tin hay không? Giang sách giơ tay lần thứ ba. 200 triệu. ầm uhm. hơn trăm người ngồi dậy, trong đầu ai cũng đều nổ vang ầm ầm 200 triệu để mua một sợi dây chuyền. Chương 187, yên lặng như chết. Người này mà không phải tên điện thì chính là một người cực kỳ có tiền. Bộ Nhược Trần cứng họng không trả lời được, anh ta cho rằng dùng thân phận của mình là có thể hù dọa đối phương, kết quả bị đối phương dùng tiền đập vào mặt hai lần, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta cảm nhận được cảm giác bị người ta sỉ nhục. Anh ta cắn răng nói, được, được lắm, 200 triệu đúng không? Ông đây không theo, nhưng mà tên khốn nhà mày đừng nghĩ trả giá xong thì có thể bỏ chạy. 200 triệu, mày tưởng là giấy vụn sao, có thể tùy tiện lấy ra. Hôm nay ông đây muốn nhìn thử có đúng là mày thật sự có tiền như vậy không? Nếu mày không ra được 200 triệu, hôm nay đừng mơ có thể bước ra khỏi cánh cửa. Này, không khí ở hiện trường đã lạnh đến muốn đóng băng. Tay chân đinh mộng nhiên lạnh lẽo, cảm thấy phẫn nộ vì hành vi, ngu xuẩn của giang sách, nhưng lại cảm thấy lo lắng cho anh hơn. Đắc tội bộ nhược trần cũng không phải là trò đùa. Phải chết, chỉ thấy một đám người che kín cửa lại, tất cả những người đó đều là thuộc hạ bộ nhược trần hôm nay giang sách không lấy ra 200 triệu, thì đừng mơ rời khỏi chỗ này. Tôn Tuấn Phong cười ha hả nói, cô Đinh, cô cứ đi trước với tôi, tên ngốc này không cứu được rồi, để anh ta ở lại đây xấu hổ vì mất mặt, bị người ta đánh cho mập mình. Đinh mộng nhiên trừng mắt lườm anh ta, không nói chuyện. Lúc này, người chủ trì mỉm cười nói với Giang Sách, quý ông này, anh lấy giá 200 triệu. Dành được dây truyền phỉ thúy, bây giờ xin anh trả tiền. Ánh mắt mọi người lập tức phóng lại đây. Giang Sách nhíu mày, có hơi hối hận hỏi, giá 200 triệu xác định không thể sửa được. Sao? Tôn Tuấn Phong cười như điên, tên ngốc, đương nhiên không thể sửa lại. Ai bảo anh làm màu, bây giờ làm màu quá trớn rồi. Xem tên ngốc nhà anh làm sao để cho qua được chuyện này. Giang sách sờ mũi, nói tôi chỉ nói 200 triệu, nhưng không nói là đơn vị gì. Người chủ chỉ cười lạnh một tiếng, quý ông, chỗ này chúng tôi sử dụng đơn vị AMB, nếu anh muốn dùng tiền Nhật, tiền Hàn, hoặc là đồng bà Thái để lừa dối, thì chúng tôi sẽ không chấp nhận. Giang sách vẫy tay, ý của tôi chính là 200 triệu mà tôi nói không phải AMB, càng. Không phải tiền Nhật, tiền Hàn, hay là đồng bà Thái, 200 triệu mà tôi nói có đơn vị là bảng Anh. Yên lặng, yên lặng như chết, lặng ngắt như tờ, mọi tiếng động đều biến mất. Ánh mắt nhìn giang sách vô cùng phức tạp, người đàn ông này đã không thể dùng từ, tên điên, để hình dung, anh thật sự chính là ma quỷ, rồi. Đã nhìn thấy trả giả, nhưng chưa từng thấy trả giả như thế này, có người nào còn cố ý trả giả cao thêm nữa không? Bộ nhược trần ở bên kia đã sắp cười đến sốc cả hông. Chỉ vào giang sách nói, tên ngu này từ đâu đến, ông đây đã buồn cười muốn chết. Anh có biết là một bảng Anh tương đương với 9.33 đồng AMB? 200 triệu bảng Anh thì khoảng cỡ 2 tỷ AMB. Tiêu 2 tỷ để mua một sợi dây chuyền. Ngu xuẩn, cực kỳ ngu xuẩn. Không đúng, mẹ kiếp, anh đang đùa mọi người đúng không? Anh lấy ra được 2 tỷ sao? Tất cả mọi người đều lắc đầu. Không có bất kỳ ai tin gian sách có thể lấy ra 2 tỷ. Người này nhất định đang nói đùa với mọi người, không phải người ngốc thì cũng là người điên khuôn mặt đinh mộng nhiên tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, giọng điệu trầm xuống, giang sách, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Không phải bình thường anh rất lý trí sao? Tại sao hôm nay cứ như là phát điên? Rốt cuộc anh? mươi 188, hôn một cái. Cho nên anh muốn tăng giá, để phần nhân chứng này trở nên nặng hơn, dày hơn, như vậy anh mới yên tâm. Nghe xong lời này, trong mắt đinh mộng nhiên đã lấp lánh ánh nước. Cô giở khóc giở cười nói, anh có tấm lòng này là được rồi, nhưng cái giá này quá cao, sao anh có thể lấy ra được số tiền này chứ? Giang Sách mỉm cười nói, tin tưởng anh là được. Anh nhìn về phía người chủ trì, vừa rồi anh mới nói đồng ý sử dụng AMB, vậy không biết yêu cầu bảng anh của tôi có được thông qua hay không? Người chủ trì xấu hổ ho khan một tiếng, ha ha, nếu như anh vẫn kiên trì, thật sự thì tôi không tìm được lý do để từ chối. Trả thiếu tiền thì còn lý do để từ chối, chứ còn trả dư tiền thì làm sao để từ chối? Người chủ trì tiếp tục nói, có điều bây giờ anh phải trả ngay 2 tỷ AMB, đây không phải là lời nói đầu mối cho qua chuyện, cần phải trả vàng thật bạc trắng mới được. Đương nhiên, Giang Sách đi lên sân khấu, lấy một tấm thẻ từ trong túi cho đối phương. Thẻ vàng Long Phượng tử. Người chủ trì nhận lấy, lập tức sắp xếp người bắt đầu chuyển khoản ngay tại đây. 2 tỷ, đó chính là một con số trên trời, không phải muốn chuyển là chuyển được. Dưới sự chứng kiến của mọi người, ước chừng số tiền này chuyển hết 10 phút mới xong. Nghe được một tiếng, đinh, tất cả mọi người mới ý thức được một chuyện, trả tiền thành. Công, 2 tỷ, thật sự có thể lấy ra được 2 tỷ. Hiện trường lại yên lặng một lần nữa, mỗi người đều kinh ngạc đến rất cả cầm. Tôn Tuấn Phong ngây ra như phóng, lúc trước anh ta luôn miệng trào phúng giang sách là một tên nghèo hèn, ăn cơm mềm, kết quả người ta có thể nhẹ nhàng lấy ra 2 tỷ, cái mặt này, chát chát chát, đánh đến là đau. Bộ nhược trần cũng ngơ ngác ra, đến anh ta cũng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy, mà người khác lại có thể lấy ra được. Anh ta còn chê cười giang sách đang đùa giỡn mọi người, nhưng cuối cùng giang sách thật sự lấy được tiền ra, hôm nay xem như anh ta thật sự bị người dùng tiền vả vào mặt người nhà họ bộ bị người dùng tiền và mặt đây đúng là lần đầu tiên nghe được trên sân khấu người chủ trì hoàn toàn không giữ được bình tĩnh bàn tay anh ta run rẩy nâng thẻ vàng long phượng tử cung kính đưa tấm thẻ này đến trước mặt giang sách quý ông thẻ của anh giang sách lấy thẻ ngân hàng lại sau đó dắt đinh mộng nhiên lên sân khấu ngay trước mắt bao người đeo giúp cột sợi dây truyền phỉ thúy có giá trị liên thành này lên khoảnh khắc này đinh mộng nhiên có cảm giác sống ở trong mơ cô có cảm giác mình giống như là công chúa trong chuyện cổ tích nhận được ngàn vạn yêu chiều của hoàng tử bạch mã vẻ vui sướng bộc lộ ra ngoài thích sao giang sách hỏi ừm đinh mộng nhiên gật đầu rất mạnh lúc này dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt mọi người đều đang chúc phúc cho đội gia nhân này mà họ càng bị khí khái hào sảng vung tiền như rác của giang sách thuyết phục hôn một cái đúng vậy hôn một cái đi hú mọi người ở bên dưới ồn ào Đinh Mộng Nghiên xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Giang sách mỉm cười nâng cầm vợ lên, thâm tình hôn xuống, trái tim của hai người đã sắp bị tình yêu hòa tan. Giây phút này, có hơn trăm người chứng kiến tình yêu của bọn họ. Dưới sân khấu, Tôn Tuấn Phong nhìn trong mắt tức trong lòng, một tiếng răng rắc, chiếc đũa trong tay đã bị bẻ thành hai nửa. Trong lòng anh ta ngập tràn thù hận. Vốn bố cục sắp xếp cho bản thân, kết quả cuối cùng trở thành thành tựu của giang sách. Người đẹp, danh tiếng, tất cả đều bị giang sách giành hết. Tôn Tuấn Phong lại nhìn vào bàn tay trống trơn của mình, lúc trước đã bị bộ nhược trần làm nhục một lần, bữa cơm nay đúng là ăn không ngon. Giang sách, giang sách, giang sách. Tôn Tuấn Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm giang sách, hận đến trong mắt cũng sắp lồi ra. Ngoài ra, bộ nhược trần ở bên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Một cậu ấm như anh ta, trước giờ chỉ có người khác định bờ anh ta, đây là lần đầu tiên anh ta bị người dùng tiền sỉ nhục, trong lòng anh ta rất khó chịu. Sau khi Giang Sách kết thúc nụ hôn, bộ nhược trần hỏi, anh tên là gì? Giang Sách, chương 189, Mộng Nghiên, đây cũng là mong muốn của anh. Giang Sách, được, tôi nhớ kỹ cái tên này, nói cho anh biết, chuyện hôm nay không xong đầu, sau này tôi còn sẽ đến tìm anh. Tôi chờ anh. Bộ nhược trần hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, vội vàng dẫn theo đám thuộc hạ rời đi. Đã bị người ta dùng tiền và mặt, sao còn có thể không biết xấu hổ tiếp tục ở đây nữa? Giang sách nắm tay Đinh Mộng Nhiên quay về chỗ ngồi, Đinh Mộng Nhiên còn chưa lấy lại được tinh thần. Tôn Tuấn Phong cố nở nụ cười tươi, hỏi, được đó, em Giang, anh đúng là có tiền mà, sao anh có thể lấy ra được 2 tỷ vậy, nói cho anh trai biết với. Giang sách khẽ cười một tiếng, tôi không nói với anh. Khóe môi Tôn Tuấn Phong giật vài cái, suýt nữa đã tức đến mức ra tay đánh nhau. Đinh Mộng Nhiên nói, giang sách, tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để mua một sợi dây chuyền, dù thế nào em cũng đều cảm thấy không đáng giá. Giang sách cười, anh nói, thứ hôm nay anh mua không phải là sợi dây chuyền, là nhân chứng. Vừa nãy em không nghe người chủ trì nói sao, chủ nhân trước của sợi dây chuyền này sống hơn 90 tuổi, ông ấy và vợ đã sống đến đầu bạc giang long, làm bạn cả đời. Mộng Nhiên, đây cũng là mong muốn của anh nếu hai tỷ có thể mua được cuộc sống hạnh phúc bên nhau đến già với em, làm bạn cả đời với em, anh không những cảm thấy đắt, ngược lại còn rất có lời. Đinh Mộng Nghiên chu miệng. Tuy rằng cô biết rõ giang sách dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ cô vui vẻ, nhưng phụ nữ mà, sao có thể chịu được châu báu, những lời hay thi nhau, oanh tạc cho dù là Đinh Mộng Nghiên cũng không chịu nổi. Cô cười tươi như là đóa hoa, xinh đẹp hào phóng và vui vẻ. Tôn Tuấn Phong ngồi đối diện ăn một một chén cơm cháo thật to, lửa giận trong lòng đã dâng lên đến cổ học lúc nào cũng có thể bùng nổ ờ thì hai người ăn trước đi tôi ra ngoài gọi điện thoại báo cho công ty đối phương chuyện mở họp được đinh mộng nhiên đến nhìn cũng không thèm liếc nhìn tôn tuấn phong một lần tôn tuấn phong bước ra khỏi khách sạn đi tới trước cửa anh ta lập tức lấy di động ra gọi vào một cái điện thoại alo tiểu hắc chuyện làm đến đâu rồi tôn tuấn phong hỏi yên tâm đi anh tôn đều làm tốt theo lời dặn của anh phòng trong khách sạn đã được trang bị camera chuyển động kết nối với truyền hình cáp đến lúc đó cả quá trình anh làm chuyện kia với người đẹp trong phòng đều sẽ được lưu giữ và nghi lại tiện cho ngày sau anh thưởng thức dư vị tôn tuấn phong nghe xong cười ha ha lại hỏi đúng rồi thuốc đã chuẩn bị xong chưa an tâm thuốc tôi cũng chuẩn bị thỏa đáng cho anh tất cả đều là hiệu quả mạnh nhất thuốc có tác dụng mạnh nhất uống một giọt cũng sẽ khô nóng cả người muốn ngừng mà không được uống hết một lọ cho dù có nhìn thấy heo mẹ cũng không chịu nổi anh chỉ cần cho người đẹp uống thuốc này đảm bảo cô ta sẽ van xin muốn anh muốn ném cũng không ném được trong đầu tôn tuấn phong đã nghĩ đến dáng vẻ mê say của đinh mộng nghiên hưng phấn đến mức thầm cười ha 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 tốt rất tốt tiểu hắc làm tốt lắm chỉ cần chuyện này thành tôi sẽ cho anh một phong bì lớn cảm ơn anh tôn được không nói nhiều, cúp trước. Tôn Tuấn Phong cắp điện thoại, trong lòng đầy đắc ý. Nếu kế hoạch chủ động lấy lòng thất bại, vậy chỉ có thể dùng một vài thủ đoạn cứng rắn. Anh ta nhìn chằm chằm về phía Đinh Mộng Nhiên đang ngồi trong khách sạn, lẩm bẩm để cho hai người khoe khoang một lúc, chờ đến tốt, xem tôi dạy dỗ đứa phụ nữ thổi tha như cô thế nào. Đến lúc đó cô phải cầu xin tôi muốn. Ha 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 ha. Nói chuyện điện thoại xong, Tôn Tuấn Phong vui tươi hớn hở đi vào trong khách sạn, đặt mông ngồi xuống, sương mù trên mặt đã tan biến không còn, trên mặt cười ha hả. chương 190, anh đang tìm cái gì? Đinh Mộng Nhiên và Giang Sách nhìn thoáng qua nhau, cả hai đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Hai vị đã ăn xong rồi sao? Bây giờ tôi sẽ thanh toán. Phục vụ, lại đây, thanh toán. Chẳng những không tức giận, còn vui tươi hớn hở chủ động thanh toán, nếu nói không có âm mưu gì thì ai tin. Giang sách âm thầm quan sát Tôn Tuấn Phong, tạm thời còn chưa tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Kế tiếp, ba người đi đến công ty đối phương tiến hành trao đổi, quá trình rất thuận lợi, đối phương lấy giá cả khá rẻ để bán tài liệu cho nhà họ Đinh, tất cả các hợp đồng khác đều ký xong trong ngày. Chờ đến khi rời đi, thì đã là 7 giờ tối, trời đã tốt đen. Tôn Tuấn Phong nói, tôi sắp xếp xong khách sạn cho hai vị, là khách sạn hòa nhuận, phòng tổng thống, đảm bảo đêm nay hai vị sẽ nghỉ ngơi thoải mái, xin đi theo tôi anh ta đi phía trước dẫn đường, hai người đi theo phía sau. Đinh Mộng Nghiên nói thầm, tại sao anh ta lại đột nhiên trở nên tốt như vậy? Ngược lại làm cho trong lòng em có chút thấp thỏm, cảm thấy hơi giả tạo. Giang sách chỉ cười, không nói chuyện. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tất cả mọi chuyện cứ để mặc tự nhiên là được. Không đến 10 phút, ba người đi vào đại sảnh khách sạn Hòa Nhuận, Tôn Tuấn Phong lấy chìa khóa ở quầy tiếp tân cho Đinh Mộng Nghiên. Đây là chìa khóa phòng của hai người, vào thang máy đi lên tầng 6, phòng là 608, rất thuận lợi đúng không? Chúc hai vị đêm nay nghỉ ngơi thoải mái. Dáng vẻ nhiệt tình chiêu đãi này làm cho Đinh Mộng Nghiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, từ trước đến nay cô đều cực kỳ ghét Tôn Tuấn Phong, lúc này lại muốn mở miệng nói cảm ơn. Có điều cuối cùng còn chưa nói thành lời, lớp phòng bị trong lòng cô luôn khiến cô có cảm giác kỳ lạ. Đinh Mộng Nghiên cầm chìa khóa đi về phía thang máy cùng giang sách. Tôn Tuấn Phong đứng phía sau nhìn, chờ đến khi hai người đi xa, vẻ tươi cười trên mặt dần dần thay đổi, biến thành bộ mặt dữ tợn. Giang sách, Đinh Mộng Nhiên, hai người cứ khoe khoang đi, đêm nay tôi sẽ làm cho hai người cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Đinh Mộng Nhiên, cô rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ông đây khách sáo theo đuổi cô như vậy, mà cô không đồng ý, được, vậy đừng trách thủ đoạn ông đầy ác độc. Đêm nay ông đây muốn cô quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Còn cái thằng ngốc giang sách, ông đây coi trọng vợ mày chính là vinh hạnh của mày, thế mà mẹ kiếp mày lại làm ông đây mất mặt. Hãy chờ xem, đêm nay ông đây phải chơi chết đinh mộng nhiên trước mặt mày. Sau khi nói thầm, Tôn Tuấn phong móc di động ra gọi vào điện thoại Tiểu Hắc. Một phen nói thầm lúc sau, bát thông Tiểu Hắc. Alo, Tiểu Hắc, hai người họ đã lên rồi, cậu có thể tiến hành theo kế hoạch được rồi. Có thể đưa thuốc qua đó để cho bọn họ uống, nhớ kỹ, liều thuốc dùng phải lớn một chút. Ngoài ra cuối cùng điều chỉnh thiết bị ghi hình một chút, bảo đảm cả quá trình đến nay đều được ghi lại. Sau này tôi muốn 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ đều thay phiên chiếu. Để tôi coi con khốn ninh mộng nhiên kia làm sao giả vờ thuần khiết, tôi cho cô ta giả vò. Đối diện truyền đến một giọng nói đáng khinh, được rồi, thu được toàn bộ, bây giờ bắt đầu tiến hành kế hoạch. Cúp điện thoại. Tôn Tuấn Phong cũng không đi khỏi khách sạn, mà tìm một gian phòng ở tầng một nghỉ tạm chờ tiểu Hắc bên kia giải quyết xong, là bên phía anh ta đã có thể lập tức hành động. Nghĩ đến cảnh tra tấn đinh Mộng Nhiên trước mặt Giang Sách, Tôn Tuấn Phong đã hưng phấn tới mức kích động cả người, trong đầu nhảy nhót, vui vẻ không chịu được. Lầu 6, hành lang khách sạn. Hai, Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên đi tới cửa phòng 608, lấy chìa khóa ra mở cửa rồi đi vào. Sau khi hai người đi vào thì khóa trái cửa. Đinh Mộng Nhiên cởi áo khoác ra, rồi gục lên cái giường lớn mềm mại ôi thật thoải mái quả mệt mỏi cả ngày cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút giang sách không nóng lòng nằm xuống mà đi nhìn quanh căn phòng một lúc đặc biệt kiểm tra cẩn thận các đầu ổ điện chỗ chuông báo cháy chốt mở phòng tắm wc anh đang tìm cái gì không có gì tùy tiện xem thôi nói rồi ánh mắt giang sách nhắm ngay phía dưới lỗ cắm tv anh ngồi xổm xuống xem xét cẩn thận cái lỗ cắm này đổi diện với chiếc giường, chỉ nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng mà giang sách nhạy bén chú ý được bên trong lỗ cắm bên trái có một cái khối vuông nhỏ bằng cái móng tay được nhét sâu vào. Vừa nhìn, là thứ có thể chuyển động. Giang sách cầm lấy một cây tăm xỉa răng khẩy nó ra, cười. Anh đang làm gì? Dùng tăm xỉa răng chọc lỗ cắm rất nguy hiểm, cẩn thận bị điện giật. Giang sách đứng lên, trong lòng hiểu mà. Đang nói, cửa phòng được gõ cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Giang sách đi tới cửa lớn tiếng hỏi, ai? Nhân viên phục vụ, đưa chút đồ ăn cho anh. chương 191, người có thể nghĩ đến chỉ có một tôn tuấn phong. Giang sách mở cửa, nhìn thấy một nhân viên phục vụ bưng khay đứng ở cửa, trên khay đặt hai bát cháo, mấy đĩa đồ ăn kèm. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, quý ông cùng anh đến nhớ ra hai vị còn chưa ăn cơm tối, vì thế đến nhà hàng ở tầng một gọi hai chén cháo và một chút đồ ăn kèm, để cho tôi đưa lên giang sách liếc mắt đánh giá nhân viên phục vụ một lần hỏi cậu nói tầng một có nhà hàng ừ nằm ở tay trái cầu thang quẹo vào đi thẳng là đến nhà hàng ở khách sạn chúng tôi còn cung cấp bữa sáng miễn phí nữa được tôi đã biết giang sách vươn tay nhận lấy sau đó đóng cửa lại xoay người đi đến mép giường rồi để cải khay xuống đinh mộng nhiên lập tức đứng dậy đói bụng quá nhanh cho em ăn một miếng Cô đưa tay muốn cầm lấy muỗng hút cháo, bị Giang sách ngăn lại. Có chuyện gì vậy? Giang sách cười không nói, cầm lấy chiếc đũa quấy hai cái, sau đó múc một muỗng cháo đưa lên mũi người. Anh nói cháo này không còn mới. Ha! Có mùi sắp bị thiêu, hẳn là cháo còn dư lại sáng nay hoặc thậm chí là hôm qua, nấu lại lần nữa rồi đưa lên. Anh thấy là không cần ăn đâu. Đinh mộng nghiên chép miệng, nhưng mà em rất đói giang sách mỉm cười nói không phải vừa rồi nhân viên phục vụ nói tầng một có nhà hàng sao em đi xuống đó ăn là được cũng được nói không chừng còn có món nào đó ăn ngon chúng ta cùng xuống đó đi giang sách xua tay anh thấy hơi đau bụng muốn đi wc em đi xuống ăn cơm trước đi thấy món nào ngon nhớ gọi cho anh một phần chờ lát nữa anh sẽ xuống được thôi em sắp đói chết rồi đi xuống ăn trước anh nhanh lên nha đinh mộng nghiên mặc áo khoác vào một lần nữa lấy chìa khóa đi xuống tầng. Nụ cười trên mặt giang sách lập tức cứng lại, trong đôi mắt gần như muốn phun ra lửa. Anh bẻ gãy cái muỗng, nhìn chằm chằm hai chén cháo đặt trên khay, lẩm bẩm nói, tôn tuấn phong, anh tự tìm chết. Trước khi hành động, giang sách đã dạy anh ta một trận, cho rằng anh ta sẽ ngoan ngoãn lại một chút. Ai ngờ Tôn Tuấn Phong càng thêm to gan lớn mật. Bây giờ còn dám bỏ thuốc đinh mộng nghiên, đây là chuyện mà Giang Sách không thể tha thứ đã chạm đến vảy ngược rồi. Tôn Tuấn Phong, đã định trước là không thể chạy thoát. Là chiến thần Tu La ở Tây Cảnh, giang sách cũng không phải tên Vũ Phu chỉ biết, đánh đấm, về mặt điều tra cũng có thiên phú siêu phàm. Nếu không như vậy, không biết anh đã bị người ta ám sát chết bao nhiêu lần rồi. Vừa nhìn thấy bên trong lỗ cắm được thiết kế tinh vi, anh đã biết khách sạn này có vấn đề, mới đầu còn gần tượng khách sạn không sạch sẽ, cho đến tận khi cháu được đưa đến, Giang Sách mới hiểu rõ tất cả những chuyện này không phải người ở khách sạn làm. Hoặc là nói, sẽ không chỉ là người của khách sạn. Bởi vì người của khách sạn dù có to gan thì cũng chỉ dám quay lén, làm sao có thể dám bỏ thuốc khách hàng. Đã bỏ thuốc mà lại còn là liều lượng lớn như vậy, thì nhất định là có mưu đồ nào khác. Người có thể nghĩ đến chỉ có một Tôn Tuấn Phong. Giang Sách hơi ngửi là đã biết thuốc bị bỏ bên trong cháo là cái gì cũng là bởi vì biết mới có thể nổi giận như thế. ăn nhấn điện thoại, gọi điện cho Song Ngư trong 12 cung hoàng đạo. Bên trong 12 cung hoàng đạo, Song Ngư là một người vô cùng đặc biệt. Chiến thần Tu La đi đâu, anh ta cũng đều đi theo đó, âm thầm làm việc giúp Giang Sách, cũng đang âm thầm bảo vệ sự an toàn của Giang Sách. Trong 12 cung hoàng đạo, anh ta có thân phận giống với cận vệ. Song Ngư, có đó không? Có mua cho tôi một thứ rồi đem đến phòng tôi. Cái gì? Heo. Cho dù Song Ngư có kinh nghiệm xa trường, cực kỳ hiểu biết giang sách thì khi nghe thấy lời của anh cũng không khỏi sửng suốt vài giây. Heo. Không sai, cần heo mẹ, sống, không cần quá lớn. Đưa đến. chương 192, căn bản là không có khả năng đi ra ngoài. Mở cửa, quả nhiên Song Ngư đã đem một con heo mẹ đến phòng, không tính quá lớn, cao đến đời người lớn, dài hơn một mét. Lão đại, anh muốn cải này làm gì? Không liên quan chuyện của cậu, đi trước đi. Đã rõ. Giang sách sắt heo mẹ vào trong, dùng dây thừng cột ở mép giường, sau đó kéo một tấm thảm đắp lên cho nó. Rồi bản thân thì ngồi ở trên giường, im lặng chờ đợi. 3 phút, 5 phút, 10 phút, 10 phút sau, vang lên tiếng đập cửa rất nhỏ. Giang sách im lặng không nói gì. Ngay sau đó, tiếng đập cửa càng lúc càng nặng, cũng vang lên giọng nói Tôn Tuấn Phong, Cô Đinh, Anh Giang, hai người ngủ rồi sao? Tôi nhớ ra có chuyện cần nói với hai người, có thể mở cửa không? Giang sách vẫn ngồi yên như cũ. Tiếng gọi kéo dài hơn một phút, đối phương dường như đang xác định có phải Giang sách và Đinh Mộng Nghiên đã thật sự ngủ rồi hay không? Sau đó, chốt cửa phòng từ từ chuyển động, một tiếng các, cửa phòng đã hoàn toàn mở ra. Vậy mà Tôn Tuấn Phong lại có được chìa khóa phòng, càng thêm chứng minh tất cả chuyện này đều là do một tay anh ta sắp xếp két cửa bị đẩy ra chậm rãi giang sách đứng dậy đi ra sau cánh cửa ngay khi tôn tuấn phong vừa mới dò đầu vào kiểm tra đã bị giang sách đè xuống kéo thẳng vào phòng ôi chao ôi trời ôi trời giang sách anh làm cái gì vậy thả tôi ra giang sách một tay đè anh ta lên trên mặt đất lạnh như băng nói tôn tuấn phong hành vi làm của anh làm tôi tức giận Tôn Tuấn Phong cười đầy xấu hổ, nói, ờ thì, tôi thật sự có việc gấp muốn tìm cô Đinh Thương Lược, gõ cửa hai người lại không mở, cho nên tôi sốt ruột, đến lễ tân nói muốn lấy một chiếc chìa khóa mà thôi. Anh ta nhìn trải nhìn phải, phát hiện Đinh Mộng Nghiên cũng không ở trong phòng, lại nhìn thấy hai chén cháo còn nằm ở trên bàn. Trong lòng đã biết mưu kế có thể bị bại lộ. Ờ thì, hình như cô Đinh không có ở đây. Nếu đã như vậy thì tôi xin đi trước. Còn muốn chạy, Giang sách đạp một chân lên vai Tôn Tuấn Phong, đóng, đinh, anh ta trên mặt đất, sau đó vươn tay bưng một chén cháo, cậy miệng anh ta ra, đổ ọc ọc ạc tất cả vào, ép buộc Tôn Tuấn Phong nuốt hết cả một chén cháo. Sau đó anh thả lỏng chân ra. Tôn Tuấn Phong sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch, anh ta biết bên trong chảo có cái gì. Sau khi uống xong, có lẽ đêm nay sẽ khó chịu đến phát điên. Giang sách, anh, anh ta ôm đầu, cảm giác cả người khô nóng bồn chồn dược tính quá lớn vừa ăn xong là đã bắt đầu có phản ứng giang sách đi bên người anh ta lấy hết chìa khóa di động đi sau đó xoay người đi về phía cửa tôn tuấn phong muốn theo sau lại bị giang sách giơ chân đạp lại anh cử ngoan ngoãn chờ ở đây đi tôn tuấn phong không rõ hỏi giang sách anh có ý gì vì sao muốn tôi chờ ở chỗ này lời còn chưa dứt đã nhìn thấy mép giường có thứ gì đó cử động làm rơi một tấm thảm Neo, heo me, trái tim tôn tuấn phong đã vọt lên tới cổ họng, với tinh gian xảo của anh ta, lập tức hiểu giang sách muốn làm gì. Anh ta mới vừa uống xong một bát cháo bỏ thuốc. Phóng đó trong cửa phòng đóng chặt có một con heo mẹ. Không biết vì sao Tôn Tuấn Phong nhớ tới buổi chiều Tiểu Hắc có nói với anh ta một câu, thuốc này có tác dụng mạnh, ăn xong một chén, dù là heo mẹ cũng làm. Anh ta hoảng sợ nhìn về phía giang sách, đừng, đừng như vậy, anh tha cho tôi đi. Giang sách cười lạnh một tiếng, trả anh bốn chữ tự làm tự chịu. Anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa phòng lại, sau đó khóa chặt cửa phòng, bảo đảm người bên trong không thể nào mở ra được. Tôn Tuấn Phong vào tới cạnh cửa, liều mạng muốn mở cửa phòng ra, nhưng cửa phòng bị giang sách cố định chặt, thật sự không thể mở ra được. Anh ta hét đến khàn cả giọng, nhưng bên ngoài không có một người nào. Chuyện này cũng không có gì lạ. Vì hoàn thành kế hoạch của anh ta, vì thế trước khi đến đây anh ta đã cố ý đuổi sạch những người ở tầng này căn bản là sẽ không có ai đến cứu anh ta điện thoại đúng điện thoại tôn tuấn phong bổ nhào đến mép giường cầm lấy điện thoại bên trong khách sạn tiến hành gọi kết quả phát hiện điện thoại đã sớm bị cắt xong rồi căn bản là không có khả năng đi ra ngoài lúc này đã nhìn thấy con heo mẹ ở mép giường đang dần nhìn về phía tôn tuấn phong hai cái lỗ tai chợt lắc lư Chương 193, tại sao Tôn Tuấn Phong lại biến thành thế này? Đừng, tao không cần. Mày tránh xa tạo ra. Giang Sách cũng không có nóng lòng đi ngay, mà đi thang máy xuống tầng 4. Phòng điều khiển của khách sạn ở tầng 4. Anh đi tới cửa, dùng một chân đá văng cánh cửa, nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở trước máy theo dõi, đang tiến hành điều chỉnh máy ghi hình. Trong đó có một cái màn hình là màu đen, nhưng phía dưới đánh dấu lại là 608 giang sách cười khẽ quả nhiên giống như đã đoán trước người đàn ông nhìn thấy giang sách đi vào lo lắng hỏi anh là ai nơi này không phải nơi người ngoài như anh đi vào cút ra ngoài ngay cho tôi giang sách một bước đi đến trước mặt người đàn ông dùng tay bóc cổ anh ta hung ác ấn lên tường cái ót vừa đập vào vách tường người đàn ông lập tức ngất đi giang sách cởi quần áo người đàn ông ra xé thành mảnh nhỏ rồi cột chặt anh ta lên ghế ngay sau đó, Giang Sách mân mê một lúc trên bảng điều khiển, mở màn hình của gian phòng 608 ra, mở camera nằm trong lỗ cắm ra, một cái camera ló ra, phương hướng đúng là đối diện giường. Cái màn hình tối sáng lên, hình ảnh đúng là của phòng 608. Trong video, Tôn Tuấn Phong cả người đầy mồ hôi ngồi dưới đất, trên mặt ngập tràn vẻ đau khổ, hoảng sợ nhìn con heo mẹ trước mặt. Giang Sách cười lạnh một tiếng, nếu chơi, dứt khoát cử chơi lớn một trận. Anh kết nối màn hình trăm linh tảm với màn hình chính ở sảnh khách sạn, phát sóng trực tiếp tình trạng trong phòng ra ngoài. Rồi anh vỗ tay, ra khỏi phòng điều khiển, cũng khóa chặt cửa lại. Đi thang máy lên đại sảnh lầu 1, giang sách cứ như thể không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Vừa đi được vài bước, đã nghe được Đinh Mộng Nghiên gọi anh, giang sách. Giang sách sừng sốt một chút, thấy Đinh Mộng Nghiên sách theo túi lớn túi nhỏ đi đến anh đi vệ sinh tận 40 phút, anh rơi vào trong bồn cầu à. Giang sách gãi gãi đầu thì, có hơi tiêu chảy, không thoải mái lắm. Đinh mộng nhiên hừ một tiếng, giơ một cái túi trong tay lên, em mang cho anh rất nhiều thức ăn ngon, đi thôi, chúng ta về phòng từ từ ăn. Vừa dứt lời đã nghe được tiếng một phụ nữ kêu gào vọng ra từ đại sảnh, sắc bén chói tai. Lưu me nhí che lờ lờ. Biến thái. Chấm than chấm than ngoặc kép ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm sang màn hình lớn ở đại sảnh vốn đang chiếu video ngắn tuyên truyền khách sạn không biết tại sao lại chuyển thành một video thời gian thực nhìn góc độ nhìn độ phân giản hình như là đang quay lén quay lén không đáng sợ đáng sợ là nội dung đang phát ra chỉ thấy trong căn phòng kia có một người đàn ông và một con heo cái người đàn ông kia đã cởi hết quần áo toàn thân đang chảy mồ hôi đỏ ửng đang ôm con heo cái làm những chuyện khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Mọi người bên dưới nghị luận ẩm ý. Người này ham muốn quá rồi, đã phải nhịn bao lâu cơ chứ, ngay cả heo mà cũng ra tay được. Chật chật, thật sự đã làm thay đổi tam quan của tôi. Có một vài người không nhịn được, đã nôn ra ngay thùng rác bên cạnh. Đinh Mộng Nhiên vừa nhìn lướt qua đã bị dọa bay cả hồn phách, cô thân là xử nữ, căn bản chưa từng tiếp xúc thân thể với đàn ông quá nhiều, Uống chi là loại chuyện mất nhân tính này. Cô quay mặt sang chỗ khác, Giang Sách, đây là chuyện gì thế? Giang Sách cười lên, Tôn Tuấn Phong có lẽ là đã nhịn gần chết, cho nên mới. Tôn Tuấn Phong. Khi nãy Đinh Mộng Nghiên chỉ nhìn thoáng qua, không thấy rõ mấy, bây giờ suy nghĩ lại một chút, dáng người kia hình như thật sự là Tôn Tuấn Phong. Cô vẫn chưa dám nhìn. Tại sao Tôn Tuấn Phong lại biến thành thế này? Chương 194, hay lắm em dám nguyền rủa anh mặc dù anh ta có chút biến thái nhưng cũng không biến thái đến mức này chứ ngay cả heo mà cũng giang sách nắm tay đinh mộng nghiên nói hai mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng sở thích của người ta chúng ta không có quyền can thiệp chỉ có điều phát sóng trực tiếp giữa đại đình quảng chúng như thế khó tránh khỏi có hơi không phù hợp chuyện là do anh làm bây giờ còn ngồi châm chọc được có đôi khi giang sách thật sự rất xấu tính anh vỗ mờ u bàn tay đinh mộng nghiên, khách sạn này thật sự khiến người ta không thoải mái, đi thôi, chúng ta đi nơi khác, đừng ở đây nữa. Vâng, mau đi thôi. Gạt những người vây xem ra, hai người rời khỏi khách sạn, tìm một khách sạn 4 sao ở gần đó ở tạm. Đêm nay, Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên ngủ cũng coi như an tâm. Đêm nay, màn biểu diễn của Tôn Tuấn Phong đã làm kinh ngạc toàn bộ khu nham thái. Đêm nay, trên giang hồ lưu truyền ra một thần thoại truyền thuyết về, người đàn ông kia truyền thuyết, người đàn ông kia dám mổ heo. Ngày tiếp theo, Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên đặt trước vé xe, sau khi ăn điểm tâm xong thì đến nhà ga. Tôn Tuấn Phong cũng không đến đưa tiến. Đinh Mộng Nhiên đã gọi cho Tôn Tuấn Phong rất nhiều lần, kết quả đều là số máy quý khách vừa gọi đang bận. Cô vừa cười vừa nói, hai, từ tối qua đến giờ, điện thoại của Tôn Tuấn Phong vẫn luôn khóa máy, xem ra chuyện lần này đã khiến anh ta tổn thương vô cùng lớn dù là tâm lý hay là sức khỏe nhưng không biết tại sao đinh mộng nhiên lại thấy đắc ý trong lòng dù cô không muốn thừa nhận nhưng cô cảm thấy mừng thầm vì chuyện của tôn tuấn phong lần này giang sách nói hình như em đang rất vui đinh mộng nhiên bĩu môi không có đầu em không có xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của người khác như thế nói thì nói thế nhưng vừa quay đầu đinh mộng nhiên lại cười trộm bản thân chuyện này đã buồn cười rồi huống chi người bị thương tổn là tôn tuấn phong lại càng đáng cười hơn hai người nắm tay nhau đứng vào trong tàu cao tốc đi thẳng một đường sau khi về đến nhà còn chưa đợi đinh mộng nhiên ngồi xuống đã nhận được điện thoại của ông cụ đinh trọng gọi đến alo ông nội có chuyện gì thế mộng nhiên chuyện giao cho con đi làm ở khu nham thái thế nào rồi đều đã xong cả rồi Công ty đối phương đồng ý bán vật liệu cho chúng ta với giá 70%, hợp đồng đều đã ký xong đem về rồi. À, thế thì tốt, Trần trừ vài giây, Đinh Trọng hỏi tiếp, vậy cháu có biết chuyện gì đã xảy ra với tổng giám đốc Tôn không? Từ hôm qua đến giờ không gọi được cho anh ta, cũng không biết thế nào. Mà có tin đồn là bên phía anh ta đã xảy ra chuyện gì đó. Đinh Mộng Nghiên suýt chút cười phun ra ngoài. Cô tỏ vẻ bình tĩnh nói, tổng giám đốc Tôn, cháu cũng không biết hôm qua sau khi tạm biệt nhau ở khách sạn, bọn cháu cũng không gặp lại nhau, hôm nay cũng không đến tiền. Cháu còn cảm thấy kỳ lại, tại sao không gọi điện thoại được đây? Có phải thế không? Thôi được rồi, lát nữa ông lại tìm người khác hỏi một chút, cứ thế đi, cúp đây. Vâng, sau khi cúp điện thoại, Đinh Mộng Nhiên cười không ngừng, chưa bao giờ có lúc nào vui vẻ. Như thế, tuy nói xây dựng niềm vui trên nỗi đau của người khác thì không đúng lắm, có hơi thiếu đạo đức một chút, nhưng chuyện này thật sự khiến đinh mộng nhiên dễ chịu phải biết khoảng thời gian trước cô bị tôn tuấn phong làm phiền muốn chết bây giờ thì tốt rồi chủ động gọi điện cũng không tìm được người sau này đoán chừng sẽ không gặp lại tôn tuấn phong nữa người đàn ông này chỉ sợ là không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt người khác nữa giang sách cười xấu xa đi đến nói bên tai đinh mộng nhiên nhìn màn biểu diễn phấn khích của tôn tuấn phong tối qua xong anh cũng muốn cùng em đinh mộng nghiên chống nạnh chừng mắt nhìn giang sách anh muốn thì có thể đi học tôn tuấn phong hay lắm em dám nguyền rủa anh giang sách ôm lấy đinh mộng nghiên gãi chỗ nhột dưới nách cô khiến đinh mộng nghiên cười đến chảy nước mắt đừng đùa nữa nhột quá giang sách anh dừng tay lại lúc này hai ông bà đinh khải sơn và tô đàn vừa đúng lúc đi mua thức ăn về vừa về đến cửa nhà nghe được vài tiếng kêu to tương đổi trực tiếp kia của đinh mộng nghiên hai ông bà cùng lúc đỏ mặt. Tô Đàn nói, hai đứa nhỏ này, càng lúc càng không có quy tắc, không biết xấu hổ, thấy hai người già chúng ta không ở nhà, thế mà đã ở phòng khách. Đinh Khải Sơn hằng giọng một chút, người trẻ tuổi mà, có đôi khi thích tìm kiếm sự kích thích. Như thế này cũng tốt, nhiều thêm vài lần nữa, nói không chừng tôi có thể nhanh chóng ám cháu trai. Tô Đàn hỏi, vậy bây giờ? Bây giờ, đương nhiên là đi. chương 195, Nơi này là nơi bà anh thích đến nhất. Phòng họp, tòa nhà văn phòng, căn cứ công ty giải trí Ức Mạch. Bàn họp tròn ngồi đầy những nhân viên quản lý cao tầng của công ty, Giang Sách và Trình Đan Đình ngồi cùng nhau. Trình Đan Đình đứng dậy nói, trước mắt, tình hình công ty phát triển tốt đẹp, vừa thành lập không lâu, đã nắm được toàn bộ ngành livestream của thành phố Giang Nam, trong ngành livestream này đã không còn đối thủ nữa. Toàn bộ thành viên vỗ tay. Trình Đan Đình ép tay xuống, đây là một chuyện tốt, nhưng mọi người cũng đừng vì thế mà kiêu ngạo. Mục tiêu của công ty giải trí ức mạch chúng ta là đứng đầu ngành nghề, xây dựng đế quốc giải trí. Livestream chỉ là một mảnh rất nhỏ trong cả khối ngành nghề giải trí. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng. Cô ta giới thiệu cho giang sách, ngoại trừ livestream, còn có các lĩnh vực như điện ảnh, truyền hình, sâu tạp kỹ, hoạt hình, tiểu thuyết, âm nhạc, trò chơi, video ngắn, vân vân, nơi chúng ta cần phải đánh hạ rất nhiều. Vì thế, tôi đặc biệt chiêu mộ rất nhiều tinh anh trong ngành nghề, thành lập nên ban lãnh đạo của công ty giải trí ức mạch, tổng giám đốc Giang, tôi giới thiệu từng người cho anh. Cô ta lần lượt giới thiệu từng người. Giới thiệu đến người cuối cùng, là VP của bộ phận truyền hình điện ảnh Hạng Trí Thành. Hạng Trí Thành đứng dậy cúi chào với Giang Sách, chào tổng giám đốc Giang. Tôi là người mới đến của VP bộ phận truyền hình điện ảnh, rất vinh hạnh được gia nhập liên minh của công ty giải trí ước mạch chắc chắn sẽ dốc hết sức làm việc vì công ty giải trí ước mạch. Giang sách gật đầu. trong tất cả các mảng trước mắt quan trọng nhất chính là mảng truyền hình điện ảnh. công ty giải trí ước mạch trước mắt còn không có bất kỳ phim ảnh truyền hình nào có thể ra mắt được rất cần thiết có một tác phẩm như thế để nâng tầm thương hiệu. Giang sách nói hạng trí thành trước mắt gánh nặng của anh là nặng nhất công ty rất cần một bộ tác phẩm tốt để nâng tầm thương hiệu anh phải cố gắng lên. Hạng trí Thành vỗ ngực, Tổng Giám Đốc Giang yên tâm đi, tôi đã bắt đầu làm. Trước mắt có hai bộ phim chiếu dạp đang quay, web drama có 6 bộ, phim truyền hình có một bộ, ngoài ra còn có rất nhiều dự án còn đang chuẩn bị, sẽ nhanh chóng tiến hành quay chụp. Giang sách rất hài lòng, nhiều dự án như thế, chỉ cần có một bộ nổi tiếng là được. Cuối cùng anh nhắc nhở, tôi muốn những tác phẩm tốt, không muốn vì đẩy nhanh tốc độ mà xem nhẹ chất lượng. Thuộc hạ đã hiểu. Sau khi hoàn tất mọi chuyện thương thảo, mọi người thay nhau rời đi, ai nấy lo đi làm việc riêng của mình. Trình Đan Đình ngồi xuống, thần sắc có chút u sầu. Làm sao? Giang sách hỏi. Trình Đan Đình nói, ban lãnh đạo đã tạo dựng nên, nhưng vẫn thiếu khuyết nhân tài về các mặt. Diễn viên, ca sĩ, tác giả, đạo diễn, biên kịch, vân vân vẫn chiếu nhiều lắm. Trước mắt, những nhân tài ưu tú đều tập trung ở công ty giải trí bá khổng, chúng ta căn bản không thể đào được. Dựa vào những người có trong tay, muốn khiêu chiến địa vị của công ty giải trí bá khổng, khó Giang sách cười cười, đó là đương nhiên, nếu có thể dễ dàng đạp công ty giải trí bá khổng xuống ngựa như thế, thế thì còn gì thú vị nữa Người ta dù sao cũng ở vị trí số một người mấy hai mươi năm, há lại có thể bị vượt mặt trong một sớm một chiều Đừng gấp, từng bước một, chúng ta tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, muốn đi bước nào chắc bước đó, tạo vững căn cơ, chỉ cần đến thời cơ thích hợp thì sẽ có thể xoay người. Trước mắt, mặc dù công ty giải trí bá khổng rất mạnh, nhưng nội bộ lại vô cùng mục nát. Cứ chờ mà xem, không bao lâu sau, không cần chúng ta ra tay, chính bọn họ sẽ tự sụp đổ. Trình Đan Đình có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía giang sách. Không ngờ người ở ngoài này hiểu biết thật nhiều, không giống những lãnh đạo khác chỉ vì cái trước mắt. Dựng vững căn cơ rất quan trọng. Giang sách, anh thực sự khiến tôi ngưỡng mộ. Được rồi, tôi đã hiểu rồi, trước cứ làm tốt chính mình. Chờ thời cơ đến, triệt để đánh bại công ty giải trí bá không. Khóe miệng giang sách hơi vỉnh lên, không chỉ livestream, công ty giải trí ức mạch của chúng ta phải đánh toàn mạng. Sau này ở thành phố Giang Nam nhất định phải do công ty giải trí ức mạch làm chủ đạo. Sau khi đi ra khỏi công ty giải trí ức mạch, Giang sách thuận tiện trả chiếc Rolls Royce kia về. Chiếc xe này quá cao sang, nếu lái về nhà thì không có cách nào giải thích rõ được, thêm cả là Đinh Mộng Nhiên cũng không thích, cho nên Giang Sách đành phải nhịn đau cắt thịt, không động vào nó nữa. Anh gọi một chiếc taxi đi đến công viên Hoa Hải ở trung tâm thành phố Giang Nam. Nơi này là nơi ba anh thích đến nhất. chương 196, chồng gì là đạo diễn? Mẹ của Giang Sách đã qua đời từ rất sớm, anh là do một tay ba anh nuôi lớn, từ nhỏ đã cùng với em trai Giang Mạch và ba Giang Hàn Nương tựa lẫn nhau. Vốn cho rằng ba người có thể vĩnh viễn bên cạnh nhau. Nhưng ai mà ngờ, 7 năm trước, sau khi ba Giang Hàn Phi mất tích một cách bí ẩn, về sau em trai Giang Mạch nhảy lầu tự vẫn. Bây giờ nhà họ Giang chỉ còn lại một mình Giang Sách. Anh ngồi trên cầu thang công viên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Anh nhớ rõ, mỗi buổi chiều cuối tuần, ba anh đều sẽ mang theo anh và em trai đến đây, vừa ăn vặt vừa ngắm nhìn đám mây trên trời. Khoảng thời gian khi đó, đơn giản mà vui vẻ. Bây giờ cảnh sắc vẫn còn chỉ là không còn người lúc ấy. Giang Sách, giọng một phụ nữ vọng lại từ gần đó, Giang Sách xoay người sang nhìn đến, trên mặt không tự chủ mà lộ ra nụ cười. Người phụ nữ này anh rất quen thuộc. Đây là một người phụ nữ trung niên hơn 40, mặc dù đã có tuổi, nhưng dáng người lại bảo dưỡng vô cùng tốt. Làn da bảo dưỡng cũng không tệ, nhìn không ra dấu vết thời gian. Bà ta là Nhậm Chỉ Lan, là bạn học thời cấp 3 của ba Giang Sách, thầm mến Giang Hàn mấy năm sau khi giang hàn lấy vợ sinh con nhậm chỉ lan thất hồn lạc phách rất lâu đã từng một lần trầm cảm muốn tự sát sau đó nữa sau khi vợ giang hàn phi qua đời nhậm chỉ lan vừa an ủi giang hàn vừa không ngại cực khổ chăm sóc hai đứa trẻ giang sách và giang mạch có thể nói trong một thời gian rất dài nhậm chỉ lan lấp đầy sự ỉ lại với mẹ của giang sách về sau nữa nhậm chỉ lan lấy dũng khí thổ lộ với giang hàn kết quả lại bị từ chối giang hàn phi thứ nhất là không thể nào quên được vợ đã qua đời thứ hai là không muốn làm lỡ giờ nhậm chỉ lan từ chối tình yêu của nhậm chỉ lan về sau nữa nhậm chỉ lan đau lòng rời khỏi thành phố giang nam đi xa tha hương nghe nói sau đó bà ta đi mỹ đào tạo sâu không ngờ rằng giờ này ngày này lại có thể gặp lại người cũ ở đây giang sách vui vẻ đứng dậy nói di lan gì về rồi nhậm chỉ lan vừa cười vừa nói ừ Hôm qua gì vừa về nước, đến đây thăm lại. Giang Sách biết, Nhậm Chỉ Lan là nhớ Ba Giang Hàn Phi. Nơi này là nơi ba thích đến nhất trước khi mất tích, Giang Sách đến đây chính là mang mối tơ vương với ba mình mà đến, mục đích của Nhậm Chỉ Lan tin chắc rằng cũng giống như thế. Hôm qua vừa về nước, hôm nay đã đến đây. Nhìn ra được, cho dù đã mấy năm trôi qua, Nhậm Chỉ Lan đã kết hôn sinh con, nhưng phần tình cảm của bà ta với Giang Hàn Phi chưa bao giờ phai nhạt hai người sóng vai ngồi trên bậc thang tán gẫu nhớ lại lúc trước kể về hiện tại mặc sức tưởng tượng tương lai hàn phi ba con vẫn không có chút tin tức nào sao vâng dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy không biết đã đi đâu rồi à khắp gương mặt nhậm chỉ lan là vẻ mất mát giang sách cố nặn ra vẻ tươi cười dì lan bây giờ dì đang làm gì dì à dì làm giáo viên diễn xuất mấy năm nay dì vẫn luôn làm việc ở Hollywood ở Mỹ, dạy cho những diễn viên mới những thứ liên quan đến diễn xuất. Giang sách mừng rỡ, công ty của anh đang thiếu giáo viên có kinh nghiệm như thế này. Dì Lan, vậy bây giờ dì về nước, đã tìm được việc làm chưa? Tìm được rồi. À, Giang sách có chút thất vọng, công ty nào ạ? À? Công ty giải trí bá không? Trong lòng Giang sách rơi lục bộp, không phải rất vui mừng. Công ty giải trí bá không? kia là công ty mà Giang Sách luôn muốn đổi phó, là công ty mà Giang Sách muốn thay thế, tại sao lần nào cũng là nó. Trong lòng Giang Sách khổ sở, anh khẽ cười một tiếng, dì Lan, sao dì lại đến bá khổng. Nói thật với con, bởi vì bá khổng cho chồng dì một phần hợp đồng rất hậu đã, bảo ông ấy về nước quay chụp. Dì cũng theo về, thuận tiện làm giáo viên. Bá khổng, chồng dì là đạo diễn. Giang Sách bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn như thế, nói không chừng sau này phải đối đầu trực diện với hai vợ chồng nhậm chỉ lan. Đây là chuyện anh vô cùng không muốn nhìn thấy. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có vài người đàn ông nói với Giang Sách và nhậm chỉ lan, đi ra, đi ra, chúng tôi muốn dùng nơi này. Giang Sách sửng sốt một chút, nơi này là khu vực công cộng, tại sao tôi phải đi? chương 197, còn chưa chờ lâu. Này, hai người lầm bầm nói gì đấy? Là đang sỉ nhục công ty giải trí ức mạch của chúng ta đúng không? muốn ăn đấm có phải không giang sách thực sự bất đắc dĩ bị chó mình nuôi cắn loại tâm tình này thật sự rất phức tạp anh không nói gì đứng dậy phủi mông cùng nhậm chỉ lan đi sang một bên anh rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là đang quay phim gì rất nhanh toàn bộ sân bãi đều bị dọn trống diễn viên quần chúng toàn bộ vào chỗ camera nhân viên ánh sáng nhân viên thu âm toàn bộ đều đã sẵn sàng máy móc lắp đặt xong chuẩn bị khai mạc hiện trường mấy chục người, chỉ đang chờ nữ chính Lâu Hân Duyệt. Lâu Hân Duyệt là một diễn viên hạng 2 mà công ty giải trí ức duyệt vừa mới ký, cũng có chút danh tiếng trong giới, rất được các trạch nam yêu thích. Mặc dù không có diễn xuất gì, nhưng lưu lượng của người ta rất cao. Cho nên rất nhiều công ty đều muốn ký với cô ta. Cuối cùng, công ty giải trí ức mạch hao tổn một số tiền lớn để ký với cô ta, cũng dự định nâng lên thành nghệ sĩ tuyến 1. Lâu Hân Duyệt, trước mắt cũng chỉ có chút xanh tiếng, thế nhưng lại rất có bệnh ngôi sao, để tất cả các nhân viên công tác chờ gần nửa tiếng mới chậm rãi đi đến. Đồng thời không có chút áy náy nào. Lâu Hân duyệt ngáp một cái, vừa đi vào trung tâm vừa nói, xin lỗi, tôi qua ngủ không được, buổi sáng không dậy nổi, đến chậm rồi, mọi người chắc chưa chờ lâu nhỉ. Còn chưa chờ lâu. Dựa theo quy tắc, trước khi khai máy thì toàn bộ diễn viên phải đến sớm, trang điểm sớm, tập dượt kết quả cô ta thì ngược lại, đã khai máy rồi mà người còn chưa đến, chậm rãi từ từ đến trường quay, lại phải để mọi người chờ cô ta trang điểm. Suốt cuộc, sau khi kiên nhẫn chờ thêm một tiếng, Lâu Hân Duyệt mới bắt đầu quay phim. Nhậm chỉ lan đứng một bên liên tục lắc đầu, tố chất của diễn viên này quá thấp rồi, cũng là bởi vì có dạng diễn viên như thế này tồn tại, mới bôi đen. Ngành nghề này, công ty giải trí ức mạch thế mà lại dùng kiểu nghệ sĩ như thế này, bộ phim này không cần coi, nhất định là phim rác không còn gì nghi ngờ. Giang sách rất xấu hổ, muốn giải thích một chút, cũng không biết phải giải thích từ đầu. Hai người tiếp tục xem. Tính tình của Lâu Hân Duyệt đúng là xấu, tất cả mọi người ở trường quay phối hợp với một mình cô ta, chỉ mới làm được hai ba động tác, đã có một đám người đi lên bợ đít, bưng trà rót nước nói, vất vả rồi, cô ta có gì mà vất vả. Đáng giận nhất là cô ta lại không nhớ thoại toàn bộ quá trình đều chỉ đang nói nhảm, nam diễn viên diễn cảnh đối với cô ta chỉ hơi thất thần một tí đã bị cô ta làm ảnh hưởng. Ban đầu chỉ là một cảnh quay rất đơn giản, nhưng lại quay đi quay lại hơn 10 lần, quay đến nỗi mọi người đều bó tay. Trong lòng giang sách đang dỉ máu. Có loại diễn viên này, tiền vốn thời gian, chi phí, nhân lực lại chẳng cao quá. Cảnh quay tiếp theo là cảnh diễn đôi của nữ chính với tiểu tam, diễn viên đóng thế ra sân. Cảnh quay này, vài tiểu tam do lâu hân duyệt diễn bị nữ chính phát hiện, phải bị tát một cái thật mạnh. Đương nhiên, lâu hân duyệt không muốn bị đánh, cho nên tạm thời sắp xếp đóng thể để bị đánh thay cô ta. Người diễn thay cô ta là một nữ nghệ sĩ tên Lăng Giao, là nghệ sĩ được lớp đào tạo của công ty giải trí ức mạch đào tạo ra. Action Bởi vì là đóng thế diễn, Lâu Hân Duyệt ngồi ở dưới, vừa vắt chân vừa uống trà, bên cạnh còn có trợ lý quạt cho, bộ dạng ông chủ lớn. Không thể không nói, Mặc dù là đóng thế, mặc dù là nghệ sĩ mới đi ra từ lớp huấn luyện, những kỹ năng diễn xuất của Lăng Giao vượt xa lâu hơn duyệt. Nữ diễn viên diễn tay đôi với cô ấy vô cùng dễ chịu, dù là thoại hay là tiết tấu, hoặc là động tác và thần thái, đều gần như hoàn hảo. Diễn xuất chính là như thế. Khi diễn viên diễn đối với bạn đủ ưu tú, chính bạn cũng sẽ không tự chủ mà diễn tốt hơn. Dưới diễn xuất tinh xảo của Lăng Giao, nữ diễn viên đóng cùng cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái, một cảnh này chỉ quay một lần đã thuận lợi qua cảnh. Đặc biệt là ống kính cuối cùng, vai tiểu tam của lăng dao sau khi bị nữ chính tát một cái nằm dạp lên đất. Từ bị đánh cho đến nằm dạp trên đất, cho đến uất ức, thút thít. Toàn bộ quá trình thuận lợi một mạch, có thể xưng là diễn xuất tiêu biểu trong sách giáo khoa. Cát, theo tiếng hô cắt của đạo diễn, hiện trường bộc phát ra tiếng vỗ tay vang dội đã là sự khẳng định với diễn xuất của lăng dao cũng là tình cảm đã bị kiềm chế lâu ngày bộc phát chương 198, hết lần này đến lần khác. Thậm chí có người khẽ bàn luận. Lăng Giao là đóng thế, thế nhưng kỹ năng diễn xuất lại tuyệt vời như thế, dứt khoát để cô ấy làm diễn viên chính cho rồi. Cây Âu, đúng thế, hợp tác với cô ấy dễ dàng hơn nhiều. Tôi là nhân viên ánh sáng, đều không cần phải thao tác nhiều, tự cô ấy lúc diễn biết cách phải bắt sáng như thế nào, quá lợi hại. Đây mới là chuyên nghiệp chứ. Nhìn lại cái gọi là lâu hơn duyệt kia, ha ha, chẳng phải chỉ dựa vào gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ kia, lại thêm cặp ngực bò sữa, khiến một đám trạch nam bám đít thôi sao? Làm gì có bản lĩnh thật sự? Sóng nghị luận của mọi người không lớn, nhưng vẫn truyền vào tai lâu hân duyệt. Cô ta ngay cả trà cũng nuốt không trôi, tức run người. Một diễn viên đóng thể không có danh tiếng gì mà thôi, lại dám áp đảo chính chủ. Làm sao có thể như thế? Lâu hân duyệt hừ lạnh một tiếng, Kỳ quái mà nói với đạo diễn, "Đạo diễn, cảnh khi nãy hình như không ổn lắm, quay lại lần nữa đi." Ha. Đạo diễn ngơ người, "Cảnh kia vừa rồi rất tuyệt mà, chỗ nào không ổn?" Anh ta vừa tính hỏi thêm một câu, kết quả nhìn thấy ánh mắt thâm độc của Lâu Hân Duyệt, lập tức bị dọa đến ngậm miệng ngay lập tức. "Ừ, vừa rồi có một ống kính để lọt, quay lại lần nữa." "Action." "Để lọt? Để lọt cái quái gì?" chính là Lâu Hân duyệt khó chịu với Lăng Dao, cố ý tìm cớ để cô ấy lại bị đánh thêm lần nữa. Mọi người giận mà không dám nói gì, đành phải nhịn xuống mà quay lại lần nữa. Lần này, Lăng Dao diễn càng thêm nhập tâm, hiệu quả tốt hơn nữa, thở quay phim cũng quay rất chân thành, không để lọt bất kỳ ống kính nào. Kết quả, Lâu Hân duyệt đổi một chân vắt qua, uể oa nói, lúc nãy khi ngã xuống đất có chút giả, quay lại lần nữa đi. Nghe lời này, trong lòng mọi người lại càng tức giận hận. Thật ra lần thứ nhất đã đủ tốt rồi, nhất định phải thêm lần thứ hai, lần thứ hai gần như hoàn mỹ, không có bất kỳ điều gì không đủ, cứ phải nhặt xương trong trứng gà, nói cái gì mà ngã có hơi giả, muốn quay lần thứ ba. Ngay cả mù cũng có thể nhìn ra lâu hân duyệt đây là cố ý là khó lăng dao. Mọi người giận mà không dám nói gì. Ai kêu lâu hân duyệt có vốn lớn nhất chứ? Ai bảo lưu lượng của cả bộ phim này đều dựa vào lâu hân duyệt chứ? nhịn thôi. Đạo diễn nhịn cơn tức xuống, nói, lượt vừa rồi không ổn, lại quay lại lần nữa, action. Lăng Dao cắn môi một chút, không có lời oán hận nào, tiếp tục quay phi. Lần này cũng không khác biệt quá lớn với lần trước, thế nhưng Lăng Dao đặc biệt chú ý đến động tác ngã xuống, là thật sự trực tiếp ngã xuống, không hề có chút động tác đề phòng nào. Một cô gái khoảng 20 tuổi, dưới tình huống không có bất kỳ động tác bảo hộ nào mà ngã xuống, lại còn ngã trên mặt xi măng một chữ, đau. Loại cảm giác đau xót kia đều được lăng dạo diễn ra. Thật ra chẳng cần diễn, bây giờ bản thân cô ấy đã đang rất đau, rất xót. Cát, đạo diễn lúc này tiên hạ thủ vi cường, chủ động nói với Lâu Hân Duyệt, lăng dao lần này ngã rất chân thực, các phương diện khác cũng diễn rất ổn, tạm được rồi chứ. Lâu Hân Duyệt cười ha ha, nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm mà nói, lăng dao lần này ngã rất chân thực, nhưng người diễn đối với cô ta không được, cô ta không có loại cảm giác mạnh mẽ làm liều. Theo tôi thấy, lại quay lại một lần đi. Chuyện này, đạo diễn quả thực tức giận đến muốn mắng người, căn bản chính là làm loan. Không còn cách nào, anh ta nhịn tức xuống, nói, làm lại lần nữa, action. Hết lần này đến lần khác, không ngừng quay chụp cùng một cảnh. Lâu hân duyệt từ đầu đến cuối cùng chỉ có một câu, quay lại lần nữa. Từ trước ra sau quay gần 20 lần, toàn bộ đều không được, lăng dao ngã xuống hết lần này đến lần khác, trên người đều là vết thương, quần áo đều bị ngã rách, nước mắt chảy hết lần này đến lần khác, dường như khó có thể chịu đựng loại tra tấn như thế này. Nhậm chi lan không ngừng lắc đầu. Đây là đang đóng phim à, quả thực chính là mưu sát. Dùng loại diễn viên này, căn bản đừng mong ra được phim tốt. chương 199, ai cho phép anh chạy đến? Lâu hân duyệt vỗ bàn quát, cô tính là cái gì? Một nhân vật phụ mà thôi, dám khiêu chiến trước mặt tôi. Có biết tôi là nữ chính không? Có biết lưu lượng của bộ phim này là nhờ ai chống đỡ không? Cái đồ khốn này, bảo vệ, đuổi cô ta ra ngoài. Lập tức, có bốn bảo vệ đi vào đuổi nữ phụ kia ra khỏi hiện trường quay phim. Ở đây, Lâu Hân Duyệt chính là vua. Cô ta thở ra một hơi, nói một lần nữa, đều thất thần làm gì. Quay mau lên, mặt trời đều sắp xuống núi rồi rồi, có một cảnh cũng không quay được à một đám thùng cơm. Ha ha, quay không được còn không phải vì cô. Mọi người cúi đầu, tiếp tục quay. Cả thể xác tinh thần lăng dao đều mệt mỏi, quay mấy chục lần, đã sớm không có trạng thái. Một lần này, cô ấy diễn khá không ổn. Lâu hân duyệt giận dữ nói, cô diễn cái gì thế? Lớp đào tạo nghệ sĩ dạy cô như thế à? Quả thực chính là phế vật. Cô ta đứng dậy đi đến trước mặt lăng dao, hét lớn, đứng vững. Lăng Dao không dám không nghe, sợ hãi rụt rè đứng đối diện Lâu Hân Duyệt. Lâu Hân Duyệt nói, bây giờ cô đang diễn một tiểu tam bị uất ức, đau khổ nhưng lại không cam tâm. Tôi sẽ diễn vài bạn gái chính thức, tôi tắt một cái, cô phải ngã xuống, sau đó phải có phần quật cường trong nước mắt uất ức, nghe hiểu chưa? Vâng, Lăng Dao gật đầu. Được, đến làm mẫu một lần. Lâu Hân Duyệt tự mình đóng vai bạn gái chính, giơ tay lên quạt thẳng vào mặt Lăng Dao. Chát! một tiếng tát thanh thúy truyền vào trong tai mỗi người có mặt. Cái tát này tát mạnh lên mặt lăng dao, lăng dao còn chưa chuẩn bị gì đã bị đánh mạnh, cũng không cần diễn gì, ngã xuống đất vô cùng chân thực. Âm một tiếng, ngã đến xương cốt đều sắp gãy. Nước mắt uất ức đau đớn tự nhiên mà chảy ra. Tất cả mọi người nhìn về phía lăng dao bằng ánh mắt cảm thông, cách diễn thế này, thật sự quá không có tôn nghiêm. Bình thường trong lúc quay phim, toàn bộ đều lợi dụng góc quay để hoàn thành, Nhìn qua thì như đã tát trắng, trên thực tế đều là quạt không khí, sấm to mưa nhỏ, căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào với diễn viên. Nhưng lần này, Lâu Hân Duyệt chân chính tát lên mặt Lăng Dao. Không hề mượn góc, không phải quay phim, mà thật sự cho cô ấy một cái tát. Cho dù là ai cũng nhìn ra được, Lâu Hân Duyệt đây là đang mượn đóng phim để giải tỏa oán khí trong lòng. Cô ta từ trên xuống dưới miệt thị Lăng Dao, nhìn thấy dáng vẻ đối phương khóc ròng ròng, trong lòng rất thoải mái. Ừ, lần này ngã tương đối chân thực, nước mắt chảy cũng đúng chỗ, rất tốt. Lần tiếp theo cũng phải diễn như thế, đã nghe rõ chưa? Lăng Dao không dám nói gì, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lâu Hân duyệt rời khỏi chỗ quay, tự mình thay đạo diễn hô, diễn viên vào chỗ, action. Kết quả, một lần này thất bại. Các diễn viên khác cũng không tàn nhẫn như Lâu Hân duyệt, không ra tay đánh thật. Lâu Hân Duyệt tức giận đi vào trung tâm, chỉ vào nữ diễn viên đóng vai bạn gái chính, quát mẹ kiếp, cô chưa ăn cơm à. Trên tay không có chút sức nào, như thế này thì có thể diễn ra được thứ gì. Tôi lại thị phạm một lần cho cô xem, mở hai mắt ra nhìn cho kỹ cho tôi, nhìn xem tối tát như thế nào. Cô ta giơ tay lên muốn cho lăng dao một bà tai nữa. Lại có ai không nhìn ra là cô ta chưa đánh đủ, tiếp tục lấy quay phim làm lý do đánh đập lăng dao, xả giận cá nhân ai cũng biết, nhưng không ai dám nói. Kết quả duy nhất khi nói ra là bị bảo vệ khiêng ra ngoài, ở đây, Lâu Hân Duyệt chính là nữ vương. Lăng dao tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hôm nay cô ấy xem ra là đã triệt để cắm vào. Mọi người ở đây đều cho rằng Lăng dao sẽ bị tát thêm lần nữa, sẽ lại bị đánh nằm khóc sòng trên đất, thì thấy một bóng người nhanh chóng đi vào trước mặt. Trực tiếp chặn trước người Lăng dao. Tay giơ lên, cầm chắc lại cổ tay Lâu Hân Duyệt. Hiện trường im lặng trong nháy mắt. Giang Sách, nhậm chỉ lan giật mình, không ngờ Giang Sách thế mà lại dùng tốc độ nhanh như vậy mà chạy đến, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng cho an toàn của Giang Sách. Lâu Hân duyệt thấy có người ngăn cản mình, gấp. Anh là ai? Ai cho phép anh chạy đến? Ngăn cản tôi quay phim có biết không? Mau cút ngay cho tôi. Lâu Hân duyệt muốn rút tay về, nhưng cô ta chỉ là một cô gái yếu ớt, làm sao có thể tránh thoát khỏi tay Giang Sách. Thả tôi ra thả tôi ra. chương 200, có ai dám bắt nạt cô à? Trong mắt giang sách mang lửa, lạnh lùng nói, tôi cảm thấy xấu hổ vì công ty giải trí ức mạch có loại nghệ sĩ nát như cô. Anh buông tôi ra. Tôi ra lệnh cho anh buông tôi ra. Lâu hân duyệt hét lên, nhân viên bảo vệ xung quanh vội vã tập trung lại, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Lúc này, làng dao với gương mặt chồng chất vết thương kéo tay áo giang sách nói, anh ơi, anh buông cô ấy ra đi. Ham, Cơn giận dữ của Giang Sách nhất thời biến thành sự nghi hoặc, vừa rồi cô ta đã đối xử với cô như vậy mà cô còn muốn tôi buông cô ta ra sao? Lăng Dao thở dài, tôi biết anh vì muốn tốt cho tôi, muốn chút giận cho tôi. Nhưng mà, dù sao tôi cũng chỉ là một diễn viên đóng thế nho nhỏ mà thôi, không đáng kể. Lâu hơn Duyệt thì khác, cô ấy là một ngôi sao lớn. Nếu anh làm cô ấy bị thương thì sẽ làm trì hoãn tiến độ quay phim của cả đoàn và tăng kinh phí quay phim hơn nữa sức hút của cả bộ phim đều dựa vào cô ấy nếu không có cô ấy thì còn ai xem bộ phim này nữa anh làm cô ấy bị thương thì cũng không lợi ích gì đối với anh đến lúc đó rất nhiều người hâm mộ của cô ấy sẽ vây đánh anh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của anh lăng dao cắn môi nói vậy nên thưa anh chuyện này cứ quên đi quên đi mặc dù rất không cam lòng nhưng lăng dao không thể không đưa ra lựa chọn này người với người thật là chẳng thể nào so sánh với nhau. Diễn viên đóng thế dù có mệt mỏi đến đâu cũng không thể nhận được sự thương xót của công chúng, còn các ngôi sao lớn chỉ cần có biến động nhỏ thôi cũng có thể lên trang nhất. Cấp bậc không giống nhau. Giang sách cười lạnh, thực sự buông lỏng tay ra. Lâu hân duyệt lùi lại phía sau vài mét, xoa xoa cổ tay mình, tay người đàn ông này là kìm nhổ đinh à. Bóp tôi đau chết đi được cô ta chỉ vào giang sách và nói thằng kia anh thật là không biết trời cao đất rộng anh đắc tội tôi thì chính là đang đắc tội giải trí ức mạch đắc tội công ty lớn có thế lực mạnh nhất ở khu giang nam này đó anh xong đời rồi đối mặt với cô ta giang sách lạnh lùng hỏi ban đầu tôi rất tức giận nhưng hiện giờ chỉ còn lại nỗi buồn tại sao sự phát triển của giải trí ức mạch lại có sự chuyển dịch tại sao giải trí ức mạch lại có một nghệ sĩ rác rưởi như cô tôi muốn suy ngẫm kỹ lại Lâu Hân Duyệt, dù là diễn xuất hay đạo đức nghệ thuật, cô đều không xứng với vị trí nữ chính. Lăng Giao thích hợp làm diễn viên chính hơn cô. Lâu Hân Duyệt phì cười. Cô ta, diễn viên chính ư, chỉ là một nhóc quê mùa muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn độ hot không có độ hot, thế mà còn đòi đóng vai chính ư. Cô ta làm diễn viên chính thì có ai mà xem chứ? Một bộ phim không có ai xem thì có nền tảng nào sẽ đề cử chứ? Cô ta lấy cái gì so sánh với tôi? hơn nữa anh là cái thá gì anh nói để cô ta làm diễn viên chính thì cô ta có thể làm diễn viên chính sao ở đây lời nói của đạo diễn còn chẳng có tác dụng nữa kìa mọi người đều phải nghe lời của tôi một diễn viên mà có địa vị vượt lên trên cả đạo diễn quả thực là mỉa mai sang sách lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc alo hạng trí thành đến công viên hoa hải một chuyến đi nghe thấy ba chữ hạng trí thành đầu tiên là lâu hơn duyệt sửng sốt sau đó thì tỏ vẻ vui mừng. "Yo, tin tức của anh cũng rất nhạy bén đó chứ, biết phó tổng giám đốc mới của bộ phận truyền hình và điện ảnh của chúng tôi là anh Hạng luôn." "Sao nào, muốn dùng tên của anh Hạng để hù dọa tôi hả?" "Tôi không ngại nói cho anh biết, chính anh Hạng đã đại diện giải trí ức mạch ký tên với tôi để tôi đóng vai chính trong bộ phim này đó. Anh Hạng có đến đây thì cũng phải nói chuyện với tôi thôi." Càng nói càng ngạo mạn. Lâu Hân Duyệt đã không còn để bất cứ ai vào mắt nữa rồi. Tòa nhà của giải trí ức mạch cách công viên Hoa Hải không xa, sau khi nhận được cuộc gọi, Hạng Trí Thành biết có chuyện không ổn liền lập tức lái xe qua, trước sau chỉ mất chưa đầy 10 phút. Khi đến hiện trường, Hạng Trí Thành chạy chậm vào công viên Hoa Hải, quả nhiên nhìn thấy Giang Sách đang ở trong đó. Anh ta chạy nhanh tới. Lâu Hân Duyệt nghĩ rằng Hạng Chí Thành đang chạy về phía mình nên liền chủ động chào hỏi nước mắt nước mũi tèm lem mà nói anh hạng anh đến rồi em bị người ta bắt nạt rất thảm hại anh phải làm chủ cho em nha hạng trí thành sửng sốt có ai dám bắt nạt cô à lâu hân duyệt chỉ vào giang sách và nói là anh ta vừa rồi anh ta bóp tay của em đau lắm anh ta còn nói em không có kỹ năng diễn xuất em không xứng đáng làm nữ chính anh hạng em lớn thế này rồi mà chưa bao giờ bị bắt nạt như vậy đâu anh phải làm chủ cho em phải dạy cho anh ta một bài học mới được. Mặt hạng trí thành đen như đáy nồi. Dạy cho Giang sách một bài học. Ha ha, cho anh ta một trăm lá gan thì anh ta cũng không dám nghĩ như vậy. Anh ta ho khan một tiếng và hỏi lại một lần nữa, hân duyệt, mọi điều cô vừa nói có phải là sự thật không? Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, nếu không tin thì anh cứ hỏi đi.